Những đệ tử lâm gia khác đều là thân thuộc huynh đệ phương xa của lâm vạn thành, cũng không được coi trọng thế nào, thực lực cũng thường thường, bọn họ hiện tại túng tụng quanh lâm thịnh và lấy lòng hắn không thôi. Tuy tuổi bọn họ không lớn nhưng cũng biết về sau lâm gia nhất định sẽ do lâm thịnh làm đương gia, hiện tại đánh tốt quan hệ với hắn sẽ không sai. Lúc này một đệ tử lâm gia nhìn thấy lâm thanh lại còn đần độn đứng sau lưng bọn họ rút thăm, hắn cười nhạo nói, lâm thanh, người không có học một bộ kiếm pháp nào của lâm gia mà cũng dám lên đây tỉ thí hay sao? lâm thanh ngây ngốc nói ta học rồi các đệ tử lâm gia khác lập tức cười ha ha chào phúng không chút lưu tình hiện tại tất cả người lâm gia đều biết lâm gia hiện tại là lâm vạn thành đương gia mẫu tử này chính là cây đinh trong mắt hắn ngay cả đệ tử trẻ tuổi lâm gia cũng không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với huynh đệ lâm thịnh và lâm thanh này lâm thịnh phất phất tay nói được rồi đừng cười bắt đầu giúp thăm đi trên mặt hắn mang theo cao ngạo hoàn toàn không đặt lâm thanh vào trong mắt nếu phụ thân Lâm Thanh là Lâm Vạn Trẻ còn sống, vị trí gia chủ Lâm ra đời sau đoán chắc chính là của Lâm Thanh. Nhưng hiện tại nha, Lâm Thanh đã phế, không duyên cớ chiếm được thanh danh con trai trưởng Lâm ra nhưng không có chút tác dụng nào. Đối với loại người không có uy hiếp, Lâm Thịnh đều chẳng muốn đi chèn ép. Một đám người trẻ tuổi không ngừng rút thăm, một tên võ giả trấn uy võ quán đứng giữa lôi đài hét lớn. Hai võ giả số 23 xuất chiến, chương 294 luận võ 2 hai đệ tử trẻ tuổi cùng rút được số 23 bắt đầu tỉ thí. Những võ giả trẻ tuổi tỉ thí không có gì đẹp mắt, bọn họ đều dưới 15 tuổi, tại Lăng Châu Phủ này có thể ở tuổi như vậy đột phá hậu thiên sơ kỳ đều là tồn tại phượng mau lân giác. Những võ giả cấp thấp này thi triển chiêu thức đâu ra a? À, người trên khán đài có chút nhàm chán ngược lại đám tiểu bối như xem được mùi ngon, vẫn còn hô hào người nhà cố gắng lên. Hai võ giả số 37 xuất chiến, bên phía lâm gia, lâm thịnh và lâm thanh đồng thời đi lên phía trước một bước, tất cả mọi người sửng sốt, hai đồng tộc rút thăm giống nhau. Nghĩ tới cũng rất bình thường, những thế lực này đều phái võ giả luận võ nhiều thì hơn 10 người, lâm gia ít nhất cũng chỉ có 6 người nhưng vẫn có tỷ lệ lớn giúp chúng người nhà. Lâm Thịnh thản nhiên nói, Lâm Thanh, đừng lãng phí thời gian, người bỏ quyền đi. Hắn nói lời này không có vinh váo, mà là hiển nhiên. Trong tình huống này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử lôi đài, võ giả cùng thế lực rút thăm chúng nhau, đại bộ phận đều có một chủ động bỏ quyền mọi người đều cùng một nhà đánh tiếp cũng không có ý gì hơn nữa lên đài đánh một hồi sẽ hao phí khí lực sẽ bất lợi trong tỷ thí lúc trước cho nên trong tình huống bình thường sẽ có một phương bỏ quyền nhưng lâm thanh còn nghĩ đến mẫu thân dặn dò hắn muốn dương danh trên lôi đài a cho nên hắn trực tiếp lắc lắc đầu nói không ta không bỏ quyền sắc mặt lâm thịnh và đệ tử lâm gia khác thay đổi bọn họ không nghĩ tới lâm thanh không biết tốt xấu như vậy lâm thanh việc này quan hệ tới thể diện của lâm gia chúng ta đừng hồ đồ, cút trở về cho ta. Lâm Thịnh quát một câu, Lâm Thanh vẫn lắc lắc đầu nói, không, ta nhất định phải tham gia luận võ. Động tính bên phía bọn họ hơi lớn, Lâm Vạn Thành lập tức đi tới nói, Lâm Thanh ngươi đang làm cái gì? Người phải lấy đại cục làm trọng có biết không? Ngươi là đệ tử Lâm Gia, Lâm Thịnh cũng là đệ tử Lâm Gia, các ngươi ai lên đài không giống nhau sao? Ngươi không bỏ quyền lại muốn đánh với Lâm Thịnh một trận, chỉ có thể không công tiêu hao khí lực của hắn làm người khác chiếm tiện nghi lâm vạn thành nói câu sau cùng sắc mặt hắn bặm trợn muốn đe dọa lâm thanh nhưng lâm thanh có phần sợ hãi nhưng hắn vẫn quyết lắc đầu cực tuyệt nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy lâm vạn thành tức giận muốn động thủ hắn lần này rời đá nện chân mình nếu không phải hắn lúc trước quyết định cho lâm thanh gia nhập danh sách tỉ thí cũng không xảy ra loại chuyện hiện tại hơn nữa lâm vạn thành cho rằng lâm thanh cố ý làm thế tiểu tử này rõ ràng đang trả thù hắn trả thù lâm ra những năm qua bất công với mẫu tử bọn họ tiểu tử này nhìn như chất phác nhưng tâm cơ rất sâu a à. lúc này lý hạc thanh ngồi trên cao như cười mà không cười nói một câu nhiếp huynh đây là ý gì luận võ không phải trên lôi đài sao tại sao ta thấy con rể ngươi muốn động thủ dưới lôi đài thế sắc mặt nhiếp viễn tái nhợt hắn lửa lạnh một tiếng nói trở lại bảo bọn chúng lên tỉ thí một lần lâm vạn thành hầm hực thu tay lại lâm thịnh và lâm thanh trèo lên lên lôi đài nhiếp viễn chừng hắn này con rể này cho tới bây giờ vẫn nức hạnh như thế thành sự không có, bại sự có dư. Lúc trước hắn vốn muốn gả con gái cho Lâm Vạn Trạch, Lâm Vạn Trạch chết sớm kia cho dù thực lực hay tâm tính đều thuộc về thượng phẩm, hơn nữa làm người biết điều. Nhưng đáng tiếc Lâm Vạn Trạch tuổi quá lớn, hắn chỉ có một con gái nên không muốn ủy khuất nàng, huống hồ Lâm Vạn Trạch liên tiếp cười lão bà đều chết oan chết uổng, đây chính là việc rất tà tính, cho nên Niếp Viễn không gả con gái cho Lâm Vạn Trạch mà là Lâm Vạn Thành. Đáng tiếc gia hỏa này kém quá xa đại ca của hắn, quả thực là bùn nhão không nặn được thành tường. Lâm Thịnh trèo lên lên lôi đài, ngữ khí âm trầm nói, Lâm Thanh, nếu ngươi không biết tốt xấu như vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Hắn vốn không muốn chấp nhặt với Lâm Thanh nhưng Lâm Thanh lại muốn. Động thủ với hắn, tiêu hao khí lực của hắn, làm ra chuyện hại người không lợi mình, như vậy không nên trách hắn độc ác. Khi tên trọng tài Trần Huy võ quán hô lên bắt đầu, Lâm Thịnh lập tức tiện tay cầm trường kiếm giết tới, kiếm thế như gió giống như muốn đánh thẳng vào ngực Lâm Thanh. Mọi người nơi này lập tức xôn xao, tuy Lâm Thịnh chỉ dùng kiếm pháp nhập môn của Lâm gia nhưng trong đó cũng có mấy sát chiêu a. À? Hiện tại Lâm Thịnh dùng một thức sát chiêu, sát cơ âm trầm, hiển nhiên hắn không định nương tay. Huynh đệ đồng tộc mà ra tay hung tàn trong tỉ thí như vậy, hắn không cảm thấy quá phận hay sao? Chương 295 người nói ai hồ đồ? Một, Lâm Thịnh vừa vào đã dùng sát chiêu, hiển nhiên hắn đã hận Lâm Thành tới cực điểm. Trong mắt mọi người mang theo không đành lòng nhưng không có người đi lên ngăn cản bọn họ đều biết tình cảnh mẫu tử lâm thanh tại lâm gia nhưng đây là chuyện nhà của người ta người ngoài như bọn họ làm sao quản làm như vậy còn chọc nhiếp viễn mất hứng trên lôi đài lúc này đối mặt sát chiêu của lâm thịnh lâm thanh giống như bị dọa sợ không nhúc nhích đợi đến lúc trường kiếm lâm thịnh đã đâm từ trên cao xuống hắn mới xuất kiếm đau đỡ kiếm của lâm thịnh bị gạt sang một bên lâm thanh hiện tại chưa tới hậu thiên sơ kỳ nửa năm qua tô tín không dạy nội công cho hắn chỉ dạy hắn phương thức lý giải võ công cho nên suốt nửa năm qua thực lực Lâm Thanh chỉ đả thông 20 khiếu huyệt mà thôi. Một kiếm của Lâm Thịnh vừa rồi có lực lượng lớn hơn hắn nhưng Lâm Thanh miễn cưỡng đẩy kiếm này ra, sau đó lập tức xuất một chiêu kiếm pháp Lâm ra đâm thẳng vào Lâm Thịnh. Lâm Thịnh sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Thanh lại có thể ngăn một kiếm của hắn. Lâm Thịnh cũng không có để ý, tùy ý muốn ngăn một kiếm của Lâm Thanh nhưng không nghĩ tới kiếm của Lâm Thanh lại biến chiêu, cũng là một chiêu kiếm pháp nhập môn Lâm ra, liễu tùy phong. Chiêu kiếm pháp này ý cảnh mau lẹ nhẹ nhàng, trong nháy mắt đánh ra vài kiếm công vào mấy khiếu huyệt chí mạng. Kiếm của Lâm Thanh lại công ba đường bên dưới Lâm Thịnh, lúc này Lâm Thịnh có chút không biết làm sao, luống cuống tay chân mới ngăn cản được mấy chiêu. Kế tiếp kiếm pháp của Lâm Thanh quả thật không thể tìm ra, biểu hiện đều là dùng kiếm pháp tổ truyền Lâm ra nhưng sử dụng không cùng cấp bậc. Mỗi một kiếm đều tùy tâm sử dụng, tuy thực lực Lâm Thịnh cao hơn Lâm Thành nhưng hắn căn bản bị dẫn vào thế cục theo ý của Lâm Thành. Người ngoài nhìn ra Lâm Thịnh đã rơi vào thế cục do Lâm Thanh bày ra, Lâm Thanh muốn chạy đi nhưng không được. Sức mặt Lâm Vạn Thành tái nhợt, hiện tại Lâm Thanh sử dụng kiếm pháp đều lão sư dạy cho hắn. Cuối cùng Lâm Thanh biến chiêu, trực tiếp đánh rơi kiếm trong tay Lâm Thịnh, hiện tại Lâm Thịnh sướng sờ, toàn trường lúc này xôn xao. Kết quả luận võ hoàn toàn khác với dự tính ban đầu, trước đó mọi người cho rằng người thắng lôi đài lần này chỉ có thể là Lâm Thịnh cháu ngoại do niếp phiến tỉ mỉ bồi dưỡng hoặc thiên tài lý ra. Nhưng hiện tại một tiểu tử tùy tiện nhảy ra lại đánh bại Lâm Thịnh, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Niếp viễn ngồi trên đài cao, chén trà trong tay hắn rơi xuống đất, hắn lạnh lùng nói, Lâm Vạn Thành. Đây là đệ tử Lâm Gia của ngươi sao? Hắn dùng là kiếm pháp gì? Đây là kiếm pháp Lâm Gia sao? Niếp viễn không có nhi tử, hắn chỉ có cháu ngoại Lâm Thịnh, hắn quả thực đối đãi như cháu trai của mình. Hắn từ bên ngoài đạt được một viên đan dược, hắn đều không nỡ ăn muốn cho Lâm Thịnh. Nhưng kết quả hôm nay lại bại trong tay Lâm Thanh phế nhân một cách khó hiểu như vậy, Hắn làm sao nhịn được cơn tức này? Phải biết rằng chớ khi luận võ hắn âm thầm tranh đấu gay gắt với Lý Hạc Thanh, muốn xem nhà ai bồi dưỡng đệ tử mạnh hơn, kết quả người ta còn chưa lên lôi đài thì cháu trai của mình đã bại rồi. Con mình thua, Lâm Vạn Thành cũng rất biệt khuất, hắn lạnh lùng nói, "Lâm Thanh, rốt cuộc ngươi dùng kiếm pháp gì? Đây là kiếm pháp tổ truyền Lâm ra sao? Ngươi dùng kiếm pháp người khác đánh bại kiếm pháp Lâm ra, quả thực chính là khi sư diệt tổ." Các võ giả Lăng Châu phủ khác đều bĩu môi. Lâm Vạn Thành quả nhiên không có nhân phẩm như trong lời đồn. Khi dễ cô nhi quả mẫu mà thôi, hiện tại còn chụp mũ bậy bạ. Dùng kiếm pháp người khác đánh bại kiếm pháp tổ truyền là khi sư diệt tổ. Nếu như nhà ai tuân theo gia hồn cổ hủ này, chỉ sợ gia tộc đó cách bị diệt không xa. Lâm Thanh ngẩng lên đầu nói: Ta dùng chính là kiếm pháp Lâm gia, chỉ có điều lão sư đã dạy ta võ đạo tùy tâm mà không câu nệ chiêu thức, gia cốt đều là biểu tượng, chỉ có võ đạo chân ý mới là hồn. Lời này làm mọi người nơi đây xứng sờ, những võ giả hậu thiên cũng bỏ đi, nhưng Lý Hạc Thành các võ giả tiên thiên lại rất có cảm thụ. Tuy bọn họ không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý nhưng bọn họ thân là võ giả tiên thiên, cũng đi lưu lạc giang hồ rồi, biết rõ võ đạo chân ý là cái gì. Nhưng hiện tại võ đạo chân ý lại bị một đứa bé 10 tuổi nói ra làm bọn họ có cảm giác không ổn, rốt cuộc lão sư của tiểu tử này là ai? Võ giả tán tu có ai nói ra những lời trực chỉ bản tâm như vậy? Lâm Vạn Thành không nghĩ tới Lâm Thanh lại dám phản bác, lúc này hắn lạnh lùng nói, không biết là kẻ hồ đồ nào dám nói sàm nói bậy, rốt cuộc ngươi có đặt gia quy vào trong mắt hay không? Đã như vậy ta phế tu vi của ngươi sau đó gia quy xử trí. Lâm Thanh biểu hiện quật cường nhưng giấu hoảng sợ, tuy hắn tuổi nhỏ nhưng cũng biết phế bỏ võ công có ý nghĩa gì với hắn. Các nhân sĩ võ lâm khác tại Lăng Châu Phủ đều im lặng, đây là việc nhà của Lâm gia, bọn họ có lòng đồng tình cũng không nên quản A. À. Thời điểm Lâm Vạn Thành muốn ra tay liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên, người nói ta dạy võ công hồ đồ. chương 296 người nói ai hồ đồ. Hai, giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ vào tai mỗi người nơi này giống như người nọ đang nói bên tai. Sắc mặt ba tên tiên thiên như niếp viễn biến sắc, đây là cao thủ. Tô Tín đẩy đám người ra, hắn thản nhiên nói, chính người nói ta dạy võ công là hồ đồ sao. Lúc này uy áp đáng sợ bao phủ trên người Lâm Vạn Thành, Tô Tín đi càng gần uy áp càng lớn, cuối cùng như thái sơn áp đỉnh bao phủ thân thể hắn, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Tô Tín đi đến trước mặt hắn, mặt không biểu tình nhìn chầm chầm vào Lâm Vạn Thành, trả lời ta, có hay không? Bịch, rốt cuộc Lâm Vạn Thành không chịu nổi uy áp cường đại trực tiếp quỳ dạp xuống đất run rẩy không thôi. Mặc dù hắn có cảnh giới hậu thiên đại viên mãn nhưng loại người này với Tô Tín mà nói nhỏ yếu như con kiến, tùy thời cũng có thể nghiền chết. Từ khi xuất đạo đến nay, người đối địch với tô tín không phải võ giả tiên thiên cũng là thanh niên tuấn kiệt nổi danh nhân bảng một võ giả hậu thiên đại viên mãn thì có tư cách gì nói tô tín dạy võ công hồ đồ lâm thanh dùng ánh mắt sùng bái nhìn tô tín hắn vẫn cảm giác lão sư của mình rất lợi hại nhưng hắn bất hiện tại ngôn từ vẫn không biết lão sư lợi hại ra sao hiện tại nhìn thấy nhị thúc ngày bình thường diếu võ dương oai lại bị sư phụ dọa sợ quỳ xuống so sánh với hắn lâm thành cảm thấy thực lực lão sư cao tới đáng sợ hắn là tiểu hài tử không nhìn ra cái gì nhưng võ giả phía dưới không giống. Lâm Vạn Thành làm người bị người ta khinh thường nhưng hắn dù gì cũng là võ giả hậu thiên đại viên mãn, cho dù không có niếp viễn làm hậu thuẫn thì hắn cũng là nhân vật có số má tại Lăng Châu Phủ, hiện tại hắn bị khí thế bức bách quỳ xuống, người tới kinh khủng cỡ nào. Lúc này sắc mặt niếp viễn đen như đáy nồi, Lâm Vạn Thành là con rể của hắn, kết quả hiện tại quỳ trước mặt người ta như chó chết, đây quả thực là đánh mặt hắn mà. Niếp Viễn rút trường kiếm trong tay ra, hắn quát lớn, "Giả thần giả quỷ. Ngươi là người phương nào, cũng dám tới Lăng Châu phủ dương oai?" Hắn không đề cập tới chính mình, hắn nói là cả Lăng Châu phủ, rõ ràng là muốn mượn thế, mượn lực lượng Lý Hạc Thanh và Khâu Minh. Chút tâm tư của hắn làm sao gạt được Lý Hạc Thanh và Khâu Minh cơ chứ, nhưng bọn họ nghe Niếp Viễn nói như vậy vẫn rút binh khí ra đứng cạnh hắn. Thực lực Lăng Châu phủ vốn yếu, cho nên mấy nhà bọn họ âm thầm ước định, chính bọn họ ngày bình thường ma sát thì ma sát tranh đấu thì tranh đấu nhưng một khi xuất hiện kẻ địch bên ngoài sẽ liên thủ đối ngoại, hiện tại có Tô Tín xuất hiện nên bọn họ phải liên thủ với nhau. Tô Tín nhướng mày, hừ lạnh nói, ồn oh, ào, oh. hắn điểm một chỉ, một sợi tơ máu như vậy sống không ngừng vặn vẹo giữa không chung, nó không ngừng oanh kích Niếp Viễn. Niếp Viễn có danh hiệu, bôn lôi kiếm, cũng không phải nói kiếm pháp của hắn, còn nói kiếm hắn nhanh như sấm sét. Nhưng đáng tiếc kiếm của hắn không nhanh bằng huyết hà thần chỉ của Tô Tín. Thời điểm này hắn không có rút kiếm ra, tơ máu đã ra tốc và trực tiếp xuyên qua mi tâm hắn, Niếp Viễn ngã xuống. Đánh chết Niếp Viễn trong nháy mắt, hai người Khâu Minh và Lý Hạc Thanh bên cạnh hoàn toàn không kịp phản ứng. Nghiên áp, nghiên áp tuyệt đối, nhìn thấy một chiêu của Tô Tín, Lý Hạc Thanh và Khâu Minh lập tức không còn dũng khí đối chiến. Đối phương và mình không phải người cùng cấp bậc, là hai thế giới khác nhau. Khâu Minh là người cầm lái tiêu cục, cho dù lớn tuổi vẫn thường xuyên ra ngoài áp tiêu, tin tức của hắn tốt hơn người khác. Nhìn thấy một chỉ tô tín đánh chết niếp viễn làm hắn nhớ lại cái gì đó, không minh cả kinh kêu lên, đó là huyết hà thần chỉ. Tô tín, ngươi là tô tín, bài danh 23 nhân bảng, huyết kiếm thần chỉ tô tín. Hắn vừa nói lời này làm người chung quanh xôn xao, tất cả mọi người dùng ánh mắt không dám tin nhìn tô tín. Bế quan dưỡng thương hơn nửa năm, cái tên tô tín đã lâu không có xuất hiện trên giang hồ nhưng không có nghĩa người giang hồ sẽ quên hắn phải nói mỗi võ giả bài danh top 30 nhân bảng là nhân vật không ai dám quên. Huống chi lần trước Tô Tín lấy một địch bốn, vượt cấp đánh chết bốn tên võ giả thần cung cảnh, chiến tích khủng bố này phát sinh cách Lăng Châu phủ không xa cho nên bọn họ càng có ấn tượng sâu sắc. Nhưng ấn tượng sâu sắc cũng không bằng bọn họ gặp được nhân vật truyền kỳ tại đây, Tô Tín xuất thân tán tu lại có thể sánh vai cùng trẻ tuổi tuấn kiệt của đại phái, bọn họ không ngờ hắn ẩn nấp trong Lăng Châu phủ lâu như vậy. Chương 297 không nên động tâm tư không nên có một nếu đã bị nhận ra, Tô Tín cũng không cần thiết phải che giấu. Hắn trực tiếp tháo mặt nạ ra người xuống và để lộ gương mặt thật của mình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không có nửa phần hoài nghi người này thật sự là Tô Tín, bài DNS 23 nhân bảng, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Bây giờ ngươi còn dám nói võ công của ta hồ đồ hay không? Tô Tín thản nhiên hỏi, lúc này đám người nhìn nhau nhưng không ai nói nên lời. Đối với lăng châu phủ nho nhỏ của bọn họ mà nói, Tùy ý một cường giả nhân bảng cũng có thể làm thịt tất cả cao thủ tại đây, càng không cần phải nói vị hung nhân trước mặt đánh chết bốn võ giả thần cung cảnh, huyết kiếm thần chỉ tô tín. Khâu Minh và Lý Hạc Thanh âm thầm mắng niếp viễn và lâm ra ngu ngốc, không ngờ lại trêu vào vị hung thần này. Bọn họ hiện tại đang lo lắng tô tín vì che giấu hành tung của mình mà giết người diệt khẩu. Từ khi vị này xuất đạo tới nay, hắn là người dựa vào giết người mà tăng bài danh, mỗi lần leo lên nhân bảng đều dùng mạng người làm bậc thang bước lên. Khâu Minh cẩn thận chắp tay nói, Tô Công Tử võ công kinh diễm tuyệt luân, tại sao có thể là hồ đồ cơ chứ? Là niếp viễn không nhìn được hàng cho nên nói ra lời buồn cười như thế, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Tô Tín lãnh đạm nhìn bọn họ và nói, ta không muốn ở lại Lăng Châu phủ lâu, ta dạy Lâm Thanh một thời gian ngắn xem như cũng có một phần tình hương khói, các ngươi xem mà xử lý chuyện Lâm ra. Đối với những người Lăng Châu phủ mà nói đây là chuyện tốt. Tô Tín căn bản không có ý định che giấu hành tung, huống hồ cho dù hắn ý định che giấu cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ võ giả ở Lăng Châu Phủ. Không phải Tô Tín không đành lòng, mà là làm thế không có ý nghĩa gì cả. Đây có hơn ngàn võ giả, không có ai địch nổi Tô Tín nhưng hơn ngàn người không phải cây cối gạch đá chờ người tới giết, chỉ cần có một người chạy đi sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Huống hồ có giết sạch những võ giả này cũng vô dụng, hắn không có khả năng đổ sát cả một châu phủ A, nếu có người điều tra, cho dù hỏi thăm người bình thường cũng có thể phân tích ra hung thủ là Tô Tín lúc này nghe tô tín nói như thế lâm vạn thành đang quỳ cảm giác lạnh lẽo niếp Viễn là chỗ dựa lớn nhất của hắn tại lăng châu phủ hiện tại niếp Viễn bị tô tín đánh chết tô tín còn lưu lại một câu như vậy có trời mới biết kết cục của hắn như thế nào tô tín vỗ vỗ đầu lâm thanh nói tiểu tử người muốn đi xa hơn phải nhớ kỹ một câu võ đạo tùy tâm tâm người lớn bao nhiêu người đi xa bấy nhiêu lâm thanh tỉnh tỉnh hiểu hiểu gật gật đầu hắn có chút không kịp thích ứng khi lão sư thay đổi gương mặt a sau khi nói xong tô tín bước một bước thân thể như gió mọi người chỉ cảm thấy có kình phong vang lên nhưng không thấy bóng dáng tô tín đâu nữa nhìn thấy tô tín rời đi lý hạc thanh và khâu minh lập tức thở ra một hơi bọn họ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn lâm vạn thành bọn họ cũng nhìn ra tô tín xuất hiện tới lăng châu phủ chỉ vì dưỡng thương mà thôi vào lâm ra thu lâm thanh làm đệ tử cũng chỉ là chuyện trùng hợp rãnh rỗi không có gì làm dù sao cũng không mang theo mục đích Tô Tín về sau sẽ không tới nơi nhỏ bé như Lăng Châu Phủ này nữa, Lâm Thanh cũng như lời Tô Tín nói, chỉ là một phần tình hương khói mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng sẽ hoàn thành Tô Tín phân phó, tuyệt đối không thể cho Lâm ra sống khá giả. Tuy nói Tô Tín về sau không tới Lăng Châu Phủ nhưng phàm là chuyện gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Tô Tín ngày nào đó quay lại Lăng Châu Phủ đi bộ một vòng, nhìn thấy bọn họ không làm việc theo lời mình nói thì hắn sẽ nghĩ cái gì. Dù sao hiện tại không có Niếp Viễn làm chỗ dựa, Lâm Vạn Thành đã không đáng để lo, đối phó một Lâm gia cũng không phải chuyện gì khó. Lúc này Tô Tín đã xuất hiện bên ngoài Lăng Châu phủ, vừa rồi hắn sử dụng uy lực của phong thần thối liền cảm giác sức bật rất mạnh, tốc độ nhanh kinh người, môn công pháp này không am hiểu đi đường dài. Phong thần thối tiêu hao nội lực không kém gì vũ ký huyết hà thần kiếm tam tinh nửa, nếu dùng tốc độ phong thần thối chạy đi, đoán chừng chưa tới 10 dặm đã hao sạch nội lực. Thời điểm Tô Tín rời khỏi Lăng Châu Phủ từ Thành Bắc, có ba người ăn mặc quái dị đi vào Lăng Châu Phủ từ Thành Nam. Ba người này có cách ăn mặc khá giống thượng quan ngạn khanh, đều là cách ăn mặc thượng cổ. Cổ bào mũ cao, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo chút cảm tình. Ba người này một người cầm kiếm, một người sách đao, một người còn mang cung săn sau lưng dài chừng nửa trượng. chương 298 không nên động tâm tư không nên có khai. Người cầm kiếm nhìn tường thành lăng châu phủ, lạnh nhạt nói thật không biết gia lão đang dở trò quỷ gì lại muốn mang một bàng chi bị đuổi đi mười mấy năm trước về uy viễn đường người sách đao nói uy viễn đường chúng ta mấy năm gần đây cho dù chủ mạch hay bàng chi nhân số cũng bắt đầu giảm mạnh nếu không tìm một ít tộc nhân quay về uy viễn đường chúng ta từ lánh đời sẽ thành biến mất người cầm kiếm nói nhưng thực lực bàng chi nơi này không được hiện tại càng trà trộn vào trong tiểu thành cho dù mang về có thể dùng làm gì dưỡng vài con trùng mà thôi người vác cung trầm giọng nói cho dù là phế vật hơn nữa cũng là huyết mạch lâm ra chúng ta bọn họ phế vật chỉ cần con cháu không phế vật là được vào thành thôi đương nhiên tô tín không có nhìn thấy việc này hắn vừa rời khỏi lăng châu phủ không lâu liền có cảm giác có người theo sau tô tín không nói gì chờ sau khi đi vào đường nhỏ vắng vẻ tô tín quay trở lại thân ảnh như cuồng phong giận dữ hào quang đỏ rực ra khỏi vỏ chém về phía sau tô đại nhân chậm động thủ bỗng nhiên tại nơi trống rỗng không người có tiếng nói vang lên một thân ảnh xuất hiện, đó là một người tuổi tác chừng 30, hắn có thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh, lúc này du long kiếm của tô tín gác lên cổ hắn, kiếm quang sắc bén. Như muốn cắt hiết hầu của hắn, tên thanh niên kia vội vàng nói, tô đại nhân, ta chính là tập sự mật thám lục phiến môn tại hán nam đạo, tên là Trần Kiều, không nên hiểu lầm, ta đưa tin cho ngươi. Trên mặt tô tín cười cười, hắn gác du long kiếm trên cổ đối phương không có rời đi chút nào. Công pháp ẩn nấp của Trần Kiều không kém vậy mà có thể dùng chân khí mô phỏng hoàn cảnh xung quanh và có hiệu quả như tàng hình. Nhưng đáng tiếc công pháp của hắn có lỗ thủng rất lớn, có thể che giấu thân thể nhưng không che giấu khí tức, hắn chỉ cần đứng bất động tại chỗ, chân khí phát sinh chấn động liền bị Tô Tín phát hiện. Trần Kiều nói đưa tin cho hắn nhưng Tô Tín từ đi ra khỏi Lăng Châu Phủ đã có cảm giác có người theo dõi, nếu là đưa tin, tại sao hắn không hiện thân khi đó, thật cho rằng mình là người ngu hay sao? Trong mắt Tô Tín mang theo đùa cợt càng ngày càng đậm cũng làm Trần Kiều xấu hổ không thôi. Thân phận chân thật của hắn không có giả vờ, hắn thật sự là tập sự mật thám lục phiến môn. Trước đó hắn cố ý ẩn nấp thân thể theo sau Tô Tín chỉ vì muốn đột nhiên xuất hiện làm Tô Tín khó chịu thôi. Lý do hắn làm vậy rất đơn giản, cũng bởi vì hắn không phục Tô Tín. Trần Kiều hắn trà trộn trong lục phiến môn hơn 10 năm, bò từ bộ khoái cấp thấp tại châu Phủ, cuối cùng trở thành tổng bộ đầu châu Phủ, Cuối cùng bị người tổng bộ lục phiến môn chọn chúng trở thành tập sự mật thám. Trần Kiều hắn tân tân khổ khổ cả chục năm mới đạt tới vị trí hiện tại, Tô Tín. Dựa vào cái gì vừa gia nhập lục phiến môn đã thành truy phong tuần bổ. Địa vị còn cao hơn hắn một mảng lớn. Chính bởi vì này không phục, Trần Kiều lúc này mới sinh ra tâm tư chiêu đùa Tô Tín, hắn không nghĩ tới lại bị phát hiện. Hơn nữa Tô Tín công kích một kiếm vừa rồi hắn căn bản không có cơ hội phản ứng nếu không phải hắn nhanh miệng nói không chừng đã bị Tô Tín chém giết. Trần Kiều lúng túng nói, Tô Đại Nhân, ta thật sự là tập sự mật thám, không tin ta lấy lệnh bài cho ngươi xem. Tô Tín rời du long kiếm trên cổ hắn, Trần Kiều lập tức thở ra một hơi, Tô Tín lại dùng du long kiếm vỗ lên mặt hắn, động tác mang tính vỗ nhục này làm Trần Kiều giận dữ, thiếu chút nữa hắn muốn động thủ với Tô Tín. Lần tới như kỹ, không nên động tâm tư không nên có, nếu không ngươi sẽ chết. Tô Tín lạnh lùng nói, ta không hoài nghi ngươi có phải tập sự mật thám hay không, cho dù thực lực hay bối cảnh, người cho rằng người có tư cách gì đấu với ta? Có tin ta giết người tại đây? Lục Phiến môn nhiều lắm chỉ cảnh cáo ta không? Lửa giận trong mắt Trần Kiều biến mất. Ngay sau đó hắn sợ hãi vô tận. Tập sự mật thám yêu cầu tâm tư nhẫn nhụi nhưng lần này hắn bị ghen ghét mê đảo tâm thần. Hắn đi khiêu khích Tô Tín, đúng như Tô Tín đã nói, cho dù Tô Tín giết hắn ngay tại đây, Lục Phiến môn cùng lắm chỉ cảnh cáo hắn mà thôi. Hắn đã nhìn thấy thực lực Tô Tín hai người cùng cảnh giới nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực, Tô Tín không thẹn với thực lực bài danh 23 nhân bảng. Còn nói tới bối cảnh, hắn càng không sánh bằng Tô Tín. Hắn chỉ là tiểu bộ khoái cấp thấp từng bước bò lên vị trí tập sự mật thám mà thôi, hắn không có quan hệ cấp cao hơn. Tô Tín lại do đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất thiết gia nâng lên, tổng bộ đầu tương nam đạo thiết vô tình tự mình đề cử ra nhập lục phiến môn, có thiết gia làm hậu thuẫn cho hắn, một tiểu tập sự mật thám như hắn tính là cái dám gì trần kiều thanh tỉnh và nội tâm hắn không có nửa phần oán hận tô tín ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe tô tín phân phó tô tín thu hồi kiếm hỏi người mới nói tới đưa tin cho ta sao tin là gì trần kiều vội vàng móc trong lồng ngực một thiết bài không biết do kim loại nào chế thành giao cho tô tín nói đây là thư mời giang nam hội năm nay giang nam hội không riêng một mình giang nam tiêu thị phụ trách tổ chức triều đình cũng phái hành quân đại tổng quản giang nam đạo huyết khí trường hà cổ đông lai tham dự cho nên thiệp mời do lục phiến môn phụ trách giao cho ngài. chương 299 Giang Nam Hội 1, Tô Tín cầm thư mời Giang Nam Hội trong tay, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thiếu chút nữa quên mình bài danh 23 trên nhân bảng, có tư cách được Giang Nam Hội mời. Cái gọi là Giang Nam Hội chính là một trong sáu đại thế gia Giang Nam Tiêu Thị tổ chức thịnh hội Võ Lâm. Trong lục đại thế gia, Giang Nam Tiêu Thị không có lịch sử lâu đời như những nam thượng quan thị nhưng nó lại có thực lực mạnh nhất trong các thế gia, hơn nữa địa vị kinh người nghe nói vào ngàn năm trước khi đó thiên hạ hỗn loạn bá chủ tấn quốc ngày xưa trong phần đông tiểu quốc khi đó tiêu thị cúng xương vương giang nam quốc hiệu đại lương tổng thiên hạ tranh bá sau đó tấn quốc quật khởi tất cả tiểu quốc đều bị diệt tuy đại lương bị diệt nhưng hậu nhân tiêu thị liền lưu lạc tại giang hồ trở thành một trong lục đại thế gia giang nam tiêu thị giang nam tiêu thị xuất thân hoàng tộc thân phận quý không thể tả đông tấn trở thành bá chủ trung nguyên cũng kiêng kỵ thực lực còn lại của tiêu thị Sở Tiêu thị Ngọc Thạch Câu phần cho nên Phong Tiêu thị là Bình hầu, thừa kế thế tập. Đến bây giờ Đại Chu Vương triều hùng bá trung nguyên cũng phải trấn an Tiêu thị, liền Phong Tiêu thị là An hầu, cũng là thừa kế thế tập. Chính bởi vì như thế, Tiêu Hoàng đứng thứ hai nhân bảng có danh hiệu là Tiểu An hầu. Phụ thân hắn là Tiêu gia chủ chính là An hầu thế hệ này, thực lực hắn đứng thứ hai nhân bảng, thế hệ trẻ Tiêu gia không người tranh phong, gia chủ đời sau nhất định là hắn, cho nên hắn mới được xưng là Tiểu An hầu. Tô Tín xem ra, cái gọi là bình hầu, an hầu gì đó nói là vinh dự, không bằng nói là châm chọc đúng hơn. Cho dù Đông Tấn hay là Đại Chu, cho dù bọn họ phong bình hầu, an hầu, ý nghĩa nói rõ tiêu ra các ngươi trước kia là hoàng tộc, thiên hạ hiện tại không có phần cho các ngươi cho các người tước vị thì phải thành thành thật thật, bình an đứng ở Giang Nam và đừng ra nhiều trò làm gì. Đương nhiên người Giang Hồ xem phong hầu này là biểu tượng thực lực, cho dù là triều đình cũng phải lung lạc tiêu ra, Ban đầu Giang Nam hội chính là nơi tiêu ra mời chào môn khách, về sau biến thành thịnh hội của thế hệ trẻ trong võ lâm tranh phong với nhau. Thế gia có lộ tuyến phát triển khác với tông môn, huyết mạch gia tộc có thể cam đoan gia tộc đoàn kết trung tâm, lực ngưng tụ còn mạnh hơn so với tông môn, nhưng một nhà tộc có bao nhiêu thiên tài? Tông môn Võ Lâm đã tung lưới thu gần hết thiên tài rồi. Chính bởi vì như thế những đại thế gia mới có truyền thống mời chào môn khách, tiêu gia mở ra lối khác, cử hành Giang Nam hội mời chào thiên tài tiểu môn tiểu phái hoặc tán tu có tiềm lực gia nhập tiêu gia bọn họ. So với môn khách bồi dưỡng từ nhỏ, nếu mời chào môn khách khi người ta đã trưởng thành thì cái giá phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ có thể hôn phối với con cái tiêu gia, sau mấy đời sẽ triệt để dung nhập vào tiêu gia, trở thành một thành viên tiêu gia, chính bởi vì có sách lược như vậy, tiêu gia mới dần dần lớn mạnh, trở thành đứng đầu trong lục đại thế gia. Lúc bắt đầu giang nam hội có mục đích như thế. Về sau tiêu gia cũng mời chào một ít trẻ tuổi tuấn kiệt trên giang hồ tham dự bình xét giang nam hội, người tới tham gia càng ngày càng nhiều nên giang nam sinh ra một ít biến hóa. Khi lục phiến môn sáng lập nhân bảng, thế hệ trẻ trên giang hồ tranh đấu càng lợi hại hơn xưa. Võ Lâm Trung Nguyên lớn như vậy, có đôi khi có người muốn khiêu chiến và dẫm lên đối phương thượng vị nhưng không tìm được người, Trạch Nam bế quan quanh năm trong tông môn không nhiều. Cho nên có chút võ giả liền hội tụ tại giang nam hội, tiêu gia mời chào môn khách cũng bảo bọn họ tỉ thí. Cường giả nhân bảng muốn động thủ cũng có thể xuất thủ trên giang nam hội và thay đổi bài danh của mình trên nhân bảng. Về sau quy mô giang nam hội càng lúc càng lớn, trẻ tuổi tuấn kiệt tham gia càng ngày càng nhiều, Tiêu gia phát hiện đây là cơ hội gia tăng thanh danh Tiêu gia, cho nên cũng triệt để dùng giang nam hội làm nơi cho thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt tranh đấu. Tất cả võ giả dưới 35 tuổi đều có thể tham gia, cuối cùng ba người top 3 có lựa chọn gia nhập Tiêu gia hay không đều có lễ vật, những võ giả trước top 10 đều có cơ hội được Tiêu gia mời chào. Võ giả nhân bảng muốn động thủ cũng cung cấp lôi đài tỉ thí chuyên môn, võ giả top 30 nhân bảng sẽ có tư cách được tiêu gia phát thiệp mời tham dự Giang Nam hội, trở thành một trong những giám khảo đánh giá tán tu, địa vị giống như trưởng lão nguyên thần cảnh của Tiêu gia. Tô Tín xem ra chiêu này rất tốt, nắm kỹ tâm tư của các võ giả. Vì sao võ giả nhân bảng cạnh tranh kịch liệt như thế? Đơn giản là vì danh lợi mà thôi. Hiện tại hắn tham gia Giang Nam hội đánh giá những người khác những người nổi bật sẽ được tiêu gia chú ý và mời chào thành môn khách tiêu gia. Nhưng bọn họ ngồi trên đài cao, có thể tiến hành bình xét như trưởng lão nguyên thần cảnh của tiêu gia, rất nhiều võ giả đều muốn phần hư vinh này. Cho nên người được tiêu gia phát thiệp mời tham dự Giang Nam Hội chính là một việc vinh quang. Nhưng Giang Nam Hội lần này có khác biệt, triều đình lại tham dự vào trong đó, lại còn phái hành quân đại tổng quản cổ Đông Lai tỏa trấn Giang Nam Đạo Liên Hợp với tiêu gia tổ chức Giang Nam Hội. chương 300 Giang Nam Hội 2 cũng không biết có phải triều đình nhìn thấy tiêu gia hàng năm mời chào không ít võ giả tiềm lực nên đỏ mắt hay không, cho nên lúc này mới đột nhiên nhúng tay vào trong đó. Nhưng việc này không có quan hệ với tô tín hắn, hắn phải đi trung nguyên một chuyến. Hiện tại hắn đột phá đến linh khiếu cảnh đỉnh phong, muốn đột phá thần cung cảnh còn cần cơ duyên mới được, trung nguyên không thể nghi ngờ là một nơi để đi. Thu hồi thiệp mời và đuổi Trần Kiều đi, tô tín liền quyết định lên đường đi trung nguyên, nhưng lúc này tin tức tô tín lộ diện tại Lăng Châu Phủ cũng truyền ra ngoài. Lúc trước Tô Tín đánh chết đám người Trúc Trạch Phương, tất cả mọi người cho rằng Tô Tín nhất định sẽ tìm nơi nào đó dưỡng thương nhưng chẳng ai ngờ tới lá gan của hắn lớn như vậy, không ngờ hắn dưỡng thương tại Lăng Châu phủ cách nơi cũ không xa. Phải biết rằng hắn đã tiêu diệt đám người Trúc Trạch Phương nhưng khó nói đệ tử tục gia thiếu lâm tự có tới tìm hắn báo thù hay không, hơn nữa Trúc Gia Trang còn có người đang mưu đồ to gan lớn mật A. Tô Tín còn sống, còn sống rất tốt, tin tức này truyền vào tay các tử tục gia thiếu lâm tự nhưng bọn họ không nói gì đúng như trước kia có chút võ giả trào phúng bọn họ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bị tô tín đánh sợ. Đệ tử tục gia thiếu lâm tự là một đoàn thể nhưng không phải đoàn thể chặt chẽ, trừ phi là chuyện uy hiếp sự tồn tại của bọn họ, nếu không ai xảy ra chuyện gì đều tìm mấy bằng hữu quan hệ thân cận và xuất ra một ít chỗ tốt mời giúp đỡ. Cũng tỉ như lúc này Trúc Trạch Phương đi tìm đoạn thiên nhai còn cầm một thanh binh khí hoàng cấp mời Chu Trường Tín. Đệ tử tục gia thiếu lâm tự đúng là cùng đối ngoại nhưng điều kiện tiên quyết là trong tình huống nhất trí đối ngoại, cho dù không được lợi cũng không thể tổn thương lợi ích của bọn họ. Hiện tại thực lực của Tô Tín đủ mạnh, bốn năm cường giả thần cung cảnh cũng không làm gì được hắn, bởi vậy bọn họ đi lên chịu chết hay sao? Trừ phi có người đột phá nguyên thần cảnh xuất thân đệ tử tục ra thiếu lâm tự cầm đầu thì bọn họ mới hành động. Nhưng đáng tiếc mấy tồn tại nguyên thần cảnh không biết vì nguyên nhân gì đều không có lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc xem như không biết tin này. Những đệ tử tục gia thiếu lâm tự giả bộ như không biết nhưng Trúc Gia Trang không thể như vậy được. Từ khi Trúc Trạch Phương chết được nửa năm, Trúc Gia Trang bọn họ thê thảm tới cực điểm. Ban đầu thực lực Trúc Gia Trang không quá mạnh, thẳng tới khi Trúc Trạch Phương từ thiếu lâm tự trở về, tăng thêm hắn có tu vi thần cung cảnh cho nên Trúc Gia Trang mới có thể quật khởi tại Hán Nam Đạo, trở thành một phương tiểu thế lực. Nhưng hiện tại Trúc Trạch Phương bị giết, các đệ tử tục gia thiếu lâm tự tại Hán Nam Đạo đến đây phúng viếng cũng không ít, tất cả đều là võ giả tiên thiên nhưng kết quả thì sao? Sau khi phúng viếng xong không dám phóng cái dám liền vỗ vỗ bờ mông rời đi, từ đó làm đám người trúc gia trang nghiến răng nghiến lợi. Các người tốt xấu gì cũng nên lưu chút đan dược công pháp chiếu cố hậu nhân đồng nhân ngày xưa phát triển A, à, cứ đi như vậy sao? Nhưng đáng tiếc bọn họ oán cũng vô dụng, tuy đều là đệ tử tục gia thiếu lâm tự nhưng những người này không có quan hệ thân cận với trúc trạch phương như đoạn thiên nhai, cao lắm chỉ là tình hương khói mà thôi, có thể tới phúng viếng cũng đã xem như không tệ, còn muốn đổ vật, nói đùa gì vậy? Bởi vì thái độ những người này như thế làm cho tình cảm trúc gia trang hiện tại cực kỳ không ổn. Trước kia người Trúc Gia Trang có uy thế của Trúc Trạch Phương chấn áp, Trúc Gia Trang chiếm được không ít thổ địa và sinh ý. Các thế lực võ lâm khác cho Trúc Trạch Phương mặt mũi, phải nói rằng là cho đoàn thể đệ tử tục gia thiếu lâm tự sau lưng hắn mặt mũi, cho nên mới lui một bước. Mà bây giờ Trúc Trạch Phương đã chết, xem thái độ các đệ tử tục gia thiếu lâm tự khác hiển nhiên không có suy nghĩ sẽ giúp Trúc Gia Trang, vậy bọn họ còn do dự cái gì? Nửa năm qua thổ địa và sinh ý của Trúc Gia Trang gần như bị sơi tái không còn, Người Trúc Gia Trang đã không nhịn được nữa, kết quả tên trưởng lão tiền bối còn sót lại của Trúc Gia Trang phải rời núi, hắn là người đời thứ hai của Trúc Gia. Trúc Lão Gia Tử cũng đã già 7-80 tuổi, hắn không phải võ già tiên thiên, hiện tại hắn đã già nua không chịu nổi, hơn 10 năm trước khi Trúc Trạch Phương trở lại Trúc Gia thì hắn cũng mặc kệ mọi chuyện. Nhưng tình huống hiện tại hắn không thể không xuất đầu, Trang chủ Trúc Gia Trang hiện tại chính là Trúc Kỳ Phương, căn bản không thể trèo chống nổi Trúc Gia Trang. Cho dù là những người đời thứ hai Trúc Gia Trang lên làm trang chủ, bọn họ có cảnh giới tiên thiên nhưng thực lực hay phách lực đều kém xa Trúc Trạch Phương. Tuy Trúc Lão Gia Tử không phải cảnh giới tiên thiên nhưng hắn bồi dưỡng ra Trúc Trạch Phương, Trúc Kỳ Phương đều là võ giả tiên thiên, đây là điểm không tầm thường. Hơn nữa luận uy vọng, Trúc Lão Gia Tử mới là tồn tại cao nhất của Trúc Gia Trang, cho nên Trúc Gia Lão Gia Tử nói một câu, đám người Trúc Kỳ Phương không thể không ngoan ngoãn đứng nghe phân phó. Trường 301 trảm ác tăng giác nghiêm một lúc này trong phòng nghị lơ ẩn của trúc gia trang trúc kỳ phương bất mãn nói phụ thân người muốn làm gì hiện tại trúc kỳ phương là trang chủ trúc gia trang một lời cửu đỉnh đương nhiên hắn không muốn muốn những người khác đứng trên đầu mình chỉ trỏ trúc lão gia tử phụ thân trúc kỳ phương hừ lạnh và nói nếu lão đầu tử ta còn không xuất hiện chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của trúc gia trang cũng hủy trong tay các ngươi tô tín giết đại ca ngươi hệ hiện tại hắn xuất hiện lần nữa các ngươi liền định nhịn xuống hay sao Chúc Kỳ Phương bất đắc dĩ nói, "Phụ thân, các người cũng cũng biết, Tô Tín thân là cường giả nhân bảng, căn vốn không phải dùng cảnh giới cân nhắc. Lúc trước đại ca liên hợp với ba người khác vây giết Tô Tín đều bị Tô Tín giết chết, chúng ta có bệ hiện pháp nào hay sao? Nếu có thể báo thù, ta còn có thể bỏ mặc kẻ thù lắc lư trước mặt mình hay sao?" Chúc lão gia tử nhìn hắn và nói, "Trước không nói chuyện báo thù hay không, hiện tại chúc gia trang chúng ta bị người ta sơi tái từng bước, các ngươi không muốn nói cái gì sao?" Trúc Kỳ Phương lập tức im lặng, tình huống hiện tại là hắn tạo thành, hắn có thể nói như thế nào. Thực lực Trúc Gia Trang cũng không có cao, nguyên nhân bởi vì sau lưng Trúc Trạch Phương có đệ tử tục gia thiếu lâm tự làm hậu thuẫn, những thế lực võ lâm khác cũng phải cho ba phần tình mọn. Nhưng hiện tại thì sao? Trúc Trạch Phương vừa chết, người đi trà lạnh, những đệ tử tục gia thiếu lâm tự khác có quan hệ gì với Trúc Gia hắn chứ? Trúc Lão Gia Tử hư lạnh một tiếng, hắn dùng sức nến thiết trượng xuống sàn, quát lớn, tốt xấu người cũng là võ giả tiên thiên, Tại sao ngươi không biết suy nghĩ một chút? Chúng ta không thể tìm đệ tử tục gia thiếu lâm tự, chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục tìm người khác chiếu khán Trúc Gia Trang sao? Trúc Kỳ Phương sướng sờ nói, trừ những đồng môn của đại ca gia, chúng ta còn có thể tìm ai? Với Trúc thực lực Trúc Gia Trang chúng ta, cho dù tìm tới cửa cũng không gặp được người ta. Trúc Lão Gia Tử buồn bà nói, Trúc Gia Trang chúng ta hiện tại nguy cấp nhất là cái gì? Chính là không có chỗ dựa, cho nên các thế lực khác đụng vào chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên chúng ta bây giờ quan trọng nhất không phải giết Tô Tín, mà là đi tìm chỗ dựa, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó hiện tại, cho dù kéo ra hổ của chỗ dựa thì chúng ta cũng phải làm. Đi đâu tìm chỗ dựa đây? Trúc Kỳ Phương hỏi, hắn không vui khi phụ thân không nhúng tay vào gia sự mười mấy năm qua chỉ trỏ này nọ nhưng hắn cũng biết, luận tâm cơ thì hắn thua xa phụ thân mình. Trúc gia lão gia tử thản nhiên nói, đại ca ngươi có lão sư tại thiếu lâm tự chính là cường giả nguyên thần cảnh la hán đường, chảm ác tăng, giác nghiêm, Tính cách của giác nghiêm người này táo bạo dễ giận, ghét khác như thù, chỉ cần hắn xuống núi du lịch, gặp phải người cả gan làm loạn thì có đuổi theo ngàn dặm cũng quyết chém cho được, cho nên mới có danh hiệu chảm ác tăng. Trúc Kỳ Phương sờ sờ đầu, hắn đương nhiên biết lão sư ngày xưa của đại ca, chẳng lẽ phụ thân muốn mượn lực lượng giác nghiêm đối phó tô tín hay sao? Quả nhiên Trúc Lão gia tử nói, giác nghiêm rất ưa thích đại ca ngươi, dù sao cũng là sư đồ một hồi, nếu như không phải đại ca ngươi tư chất thật sự không được, hắn thậm chí có khả năng bị giác nghiêm chính thức thu làm đệ tử. Hiện tại đại ca ngươi chết, vừa vặn ta nhận được tin tức giác nghiêm thời gian này đi tới hán nam đạo làm việc, người phái đệ tử thông minh một chút đi khóc hồ cầu giác nghiêm báo thù cho đại ca ngươi, nói thê thảm một chút ta có chín thành nắm chắc giác nghiêm nhất định sẽ ra tay. Trúc Kỳ Phương mở to mắt, lão gia tử tính toán thật tốt. Kỳ thật Trúc Kỳ Phương cũng có suy nghĩ này, hắn lại không có quyết đoán như Trúc gia lão gia đi tính toán người thiếu lâm tự. Tô tín giết phụ tử Trúc Trạch Phương không sai, ảm ác tăng giác nghiêm cũng là lão sư trúc trạch phương không giả nhưng giác nghiêm là người táo bạo cứng nhắc hắn giết chết đều là những kẻ đại gian đại ác lần này trúc gia trang bọn họ có ân oán với tô tín nói trắng ra là có thủ oán với nhau người còn sống dương danh lập vạn người chết bừa bãi vô danh giác nghiêm không nhúng tay vào loại chuyện này nếu nói như vậy cũng là bọn họ lừa gạt giác nghiêm đi đối phó tô tín tính kế một nguyên thần cảnh võ đạo tông sư nếu như bị nhìn thấu như vậy trúc gia trang sẽ phải diệt tộc dám tính kế thiếu lâm tự Trúc Gia Trang các người có chán sống hay không? Nhưng hiện tại Trúc Lão Gia Tử quyết đoán bỏ qua Trúc Kỳ Phương hạ quyết. Định, hắn cũng đành phải đáp ứng, chuẩn bị phái đệ tử cơ linh đi làm việc này. Chúc Trạch Phương lập tức nói, nhưng phụ thân, người vừa rồi cũng đã nói Trúc Gia chúng ta cần làm chính là phải ngăn cản các thế lực khác sơi tái, nếu không cho dù chu sát tô tín cũng vô dụng à. Trúc Gia Lão Gia Tử lắc lắc đầu nói, đây chính là một việc, chảm ác tăng, giác nghiêm ra tay giúp chúng ta đánh chết tô tín người ở bên ngoài xem ra chúng ta còn có mảy phần liên hệ với Thiếu Lâm tự. Một cường giả nguyên thần cảnh của Thiếu Lâm tự có lực uy hiếp còn mạnh hơn những đệ tử tục gia nhiều, làm theo lời ta nói, cho dù kéo ra hổ làm cờ cũng phải kéo, phải kéo ra hổ Thiếu Lâm tự mới được. Chương 302 Trảm ác tăng giác nghiêm 2. Trúc Kỳ Phương không thể không thừa nhận quả nhiên gừng càng già càng cay, tuy tính kế lần này hung hiểm nhưng nếu quả thật thành công không chỉ bảo trụ vị trí Trúc gia trang hiện tại, còn có thể trừ bỏ Tô tín, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả Trúc Kỳ Phương phái nhi tử Trúc Ngôn Thành của mình đi tìm, chảm ác tăng, giác nghiêm. Trong đời ba của Trúc Gia, Trúc Ngôn Thành hắn mới 15 tuổi mà thôi. Nhưng hắn làm người cơ linh, thích hợp làm chuyện này nhất, hơn nữa tiểu hài tử xuất hiện trước mặt giác nghiêm lại chiếm cảm tình không nhỏ. Dù sao ngươi là người lớn nói chuyện, giác nghiêm còn có thể hoài nghi ngươi cố ý châm ngòi, nhưng tiểu hài tử sẽ làm người ta cảnh giác nhỏ hơn nhiều. Thiếu lâm tự thân là tồn tại đứng đầu Phật môn tam tự, cơ cấu cấp dưới phức tạp, quan trọng nhất chính là một các, ba đường, bốn viện. Một các chính là tàng kinh các, ba đường theo thứ tự là, la hán đường, giảng kinh đường, bát nhã đường. Bốn viện là, đạt ma viện, giới luật viện, dược phương viện, xá lợi viện. Giác nghiêm xuất thân từ la hán đường, chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng võ tăng của thiếu lâm tự, giác nghiêm có thực lực hóa thần cảnh sơ kỳ nên. Không có tư cách đảm nhận chức thủ tọa la hán đường, hắn lại là một trong những tổng giáo đầu của võ tăng la hán đường. Từ khi Thiếu Lâm tự bắt đầu buông tha chính sách tuyển nhận đệ tử tục ra, Thiếu Lâm tự thu nhận đệ tử hàng năm giảm mạnh. Cho nên cao thủ tất cả các viện hàng năm xuống núi mấy lần tìm kiếm một ít đệ tử có thiên phú trở về bồi dưỡng, tuy chậm chạp nhưng cam đoan chất lượng cao. Hán Nam, Tương Nam, Giác Nghiêm đã tới nơi này vài lần, hắn lờ mờ còn nhớ rõ mình ngày xưa dạy dỗ vài tên đệ tử tục gia suốt thân Hán Nam đạo. Đêm đã khuya, Giác Nghiêm đi suốt đêm tới Hán Nam đạo hắn tùy tiện tìm một khách sạn và lớn tiếng nói, tiểu nhị mang rượu lên, lại mang 10 cân thịt bò. Lúc này khách nhân trong khách sạn thập phần rất thưa thớt, nghe tiếng hét lớn liền quay đầu nhìn sang người nói chuyện, vài tên thực khách lập tức vội vàng tính tiền rời đi, bởi vì bộ dạng giác nghiêm không giống người tốt. Giác nghiêm thân hình cao lớn, cao gần 2 mét, gương mặt là dâu quai nón dữ tợn, nơi khóe mắt còn có vết sẹo màu đỏ dài, sau lưng còn cõng đem trả mã đao to lớn, khí tức hung tàn ập vào mặt. Tuy hắn cạo đầu và có chấm nhan nhưng bộ dạng không giống cao tăng đắc đạo, ngược lại càng giống tội phạm Phật môn. Huống hồ hòa thượng hung tàn này không tuân thủ giới luật, vừa đi vào đã ăn thịt uống rượu phá liền hai giới, khẳng định có vấn đề. Nhưng điểm này bọn họ oan uổng giác nghiêm, hắn uống rượu ăn thịt chỉ là thói quen mà thôi. Phó tăng thiếu lâm tự khi ở cảnh giới hậu thiên luyện thể phải phục dụng nhiều đồ ăn cung ấp tinh khí, nâng cao sức trụ đựng thân thể. Sau khi tấn chức tiên thiên, những đồ ăn chứa tinh khí không còn tác dụng gì, cho nên giai đoạn này võ tăng thiếu lâm đều ăn chay. Đương nhiên bọn họ ăn chay cũng là lúa rau do thiếu lâm tự tỉ mỉ đào tạo còn kèm theo linh khí trong đó, tinh hoa trong đó còn nhiều hơn ăn thịt. Giác nghiêm ở cảnh giới hậu thiên uống rượu ăn thịt thành thói quen, thiếu lâm tự cũng bỏ đi, nhưng ở bên ngoài, hắn không có ý định tuân theo giới luật. Tiểu nhị quán rượu cẩn thận mang theo rượu thịt tới cho giác nghiêm, hắn bắt đầu ăn thịt uống rượu. Vào lúc này cửa lớn khách sạn bị người ta đẩy ra, một thiếu niên tuấn tu đi vào khách sạn, hắn trực tiếp quỳ dạp trước mặt giác nghiêm và dập đầu như băm tỏi giác nghiêm ngây người vì sao thiếu niên dập đầu với hắn hắn nhìn thấy chán thiếu niên đỏ rực giác nghiêm cau mày chân khí cường đại cuốn thiếu niên đứng lên hỏi tiểu hoa nhi ngươi là ai dập đầu với ta là có ý gì thiếu niên này không cần phải nói hắn chính là nhi tử trúc kỳ phương trúc ngôn thành giác nghiêm đi vào hán nam đạo cũng không che giấu hành tung trúc ngôn thành dễ dàng tìm được giác nghiêm là vì cố ý đi theo xa xa lúc này hắn một mình một người đi gặp Giác Nghiêm. Hiện tại nhìn thấy Giác Nghiêm nâng mình lên, Trúc Ngôn Thành cười trong lòng, lão gia tử phân phó việc cho mình đã thành công một nửa. Trong lòng hắn tuy hưng phấn nhưng trên mặt lại đầy bi thương, Giác Nghiêm đại sư, ta tới xin ngài báo thù cho đại ca và đại bá của ta. Giác Nghiêm kinh ngạc hỏi, đại bá của ngươi là? Trúc Ngôn Thành nói, đại bá ta ngày xưa là đệ tử tục gia học võ công của. Ngài, trang chủ trúc gia trang trúc trạch phương. Dù sao đã hơn 10 năm không có liên hệ qua, Giác nghiêm cũng quên bộ dáng đệ tử ngày xưa của mình. Trúc Ngôn Thành nói tới tên Trúc Trạch Phương, Giác nghiêm lập tức liền kịp phản ứng, dù sao vị đệ tử này từng là đệ tử tục gia hắn thích nhất. Trường 303 Thiếu Lâm Tự Bá Đạo một. Trúc Ngôn Thành còn nhỏ cơ linh, hắn giả vờ đáng thương nói rất bi thảm, hơn nửa năm trước đại ca ta đi theo tùy tùng công tử thượng quan thế gia lưu lạc tương nam, kết quả đụng phải tô tín bài danh 23 trên nhân bảng. Tô tín bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn không dám động thượng quan công tử nhưng giết đại ca ta hả giận. Đại bá ta mang theo vài huynh đệ xuất thân đệ tử tục gia thiếu lâm tự đi đòi công đạo nhưng thực lực tô tín cường đại, bản tính lại hung tàn, cho nên bọn họ đã bị tô tín giết chết. Trúc gia trang ta nhân khẩu đơn bạc, chỉ sợ cả đời này không thể báo thù, cho nên hôm nay chỉ có thể cầu đại sư lấy công đạo cho trúc gia trang chúng ta. Oanh, giác nghiêm lập tức đánh nát bình rượu trên bàn, dâu dựng đứng, gương mặt đầy giận dữ. Giác nghiêm phẫn nộ không riêng vì Tô Tín giết đệ tử hắn từng ưa thích, hắn còn cho rằng Tô Tín khiêu khích huy nghiêm thiếu lâm tự. Mặc dù nói phương trưởng thiếu lâm tự hiện tại, Độ Ách La Hán, huyền khổ ra lệnh trục xuất tất cả đệ tử tục gia thiếu lâm tự, hơn nữa nghiêm cấm đệ tử dòng chính thiếu lâm tự có liên quan gì với bọn họ, nhưng lệnh cấm này chỉ lưu truyền trong thiếu lâm tự, vẫn có rất nhiều người bất mãn, giác nghiêm là một trong số đó. Những đệ tử tục gia thiếu lâm tự đều tu hành trong thiếu lâm tự vài chục năm. Giác Nghiêm và nhiều tăng nhân khác dạy bọn họ vài chục năm, tình sư đồ nhiều năm như vậy có thể nói buông là buông hay sao? Cho nên cho dù thiếu lâm tự nghiêm cấm đệ tử dòng chính không thể liên quan với đệ tử tục gia, nhưng kỳ thật song phương vẫn còn vươn vấn tình nghĩa nhiều năm với nhau. Hơn nữa Giác Nghiêm xem ra, cho dù có chút đệ tử tục gia phẩm hạnh không đoan chính phạm sai lầm, vậy thì nghiêm khắc trừng phạt những người này gian đe, thuận tiện cảnh cáo những đệ tử tục gia khác là xong, tội gì phải trục xuất tất cả đệ tử tục gia khác cơ chứ? hắn xem ra đại đa số đệ tử tục gia phẩm không tệ, hành vi của phương trượng không khác gì tự hủy tường thành. Hắn chỉ là một giáo đầu võ tăng la hán đường, đương nhiên hắn không có tư cách và can đảm nói này nói nọ về phương trượng, nhưng trong lòng của hắn vẫn xem đệ tử tục gia thiếu lâm tự chính là người thiếu lâm tự bọn họ. Trúc ngôn thành miêu tả sống động, ân oán giữa tô tín và trúc gia trang không phải giang hồ báo thù bình thường, mà là tô tín vinh váo hung hăng, ỉ vào thực lực của chính mình lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa đối tượng còn là một đám đệ tử tục gia thiếu lâm tự hắn phải quản chuyện này nhìn thấy bộ dạng của giác nghiêm như hiện tại khóe miệng trúc ngôn thành lộ ra nụ cười bí hiểm hắn xem ra việc này đã thành đừng nhìn giác nghiêm bộ dạng tục tằng nhưng hắn là võ giả nguyên thần cảnh có giác quan nhạy cảm nếu bị hắn phát hiện mình không đúng thì không xong tô tín ở nơi nào dẫn ta đi qua giác nghiêm lạnh lùng nói trúc ngôn thành vội vàng gật đầu hắn đã sai người mượn tình báo thiên hạ tiêu cục tìm vị trí tô tín Chu Trường Tín chết trinh là đệ tử tục gia thiếu lâm tự làm việc cho thiên hạ tiêu cục. Tuy bọn họ không quản chuyện Trúc Gia Trang cùng Tô Tín nhưng giúp một ít tình báo thì không thành vấn đề gì. Một ngày sau đó, Tô Tín dục ngựa đi không nhanh không chậm trên đường lớn, dù sao cách Giang Nam hội còn thời gian hơn 3 tháng, hắn cũng không cần phải gấp, từ Hán Nam Đạo đến Giang Nam Đạo cần nửa tháng là đủ. Đường xá Trung Nguyên cũng không giống như tương Nam đầy núi lớn và đường nhỏ trong rừng rậm, mà là quan đạo rộng rãi. Đúng lúc này trên đường cái có một võ tăng cầm trảm ma đao cao lớn cùng người trẻ tuổi 15 tuổi đứng trên đường lớn. Có một ít người lập tức hoảng hốt tránh né, bọn họ cảm nhận khí tức khắc nghiệt trên người của hòa thượng cho nên tránh trước khỏi họa. Tô Tín không muốn gây chuyện, loại chuyện giang hồ báo thù này mỗi ngày xảy ra rất nhiều, vừa gặp sẽ đánh nhau đó mới là phiền toái không ngừng, cho nên Tô Tín liền muốn lách qua. Nhưng lúc này người tuổi trẻ kia chỉ vào Tô Tín và quát lớn, đại sư. Hắn chính là Tô Tín, nhắm vào ta hay sao? Trong mắt Tô Tín híp lại, nắm chặt dây cương và nhảy xuống ngựa. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng giang hồ báo thù, cả đám không dám xem náo nhiệt, lập tức tránh ra xa xa. Võ giả hậu thiên cũng bỏ đi, nhưng cường giả cảnh giới tiên thiên có lực phá hoại thật sự quá lớn, vạn nhất ngộ thương bọn họ thì khóc không ra nước mắt. Giác nghiêm đang nhắm mắt lại mở ra, sát khí hung tàn bộc phát, hắn lúc này không giống hòa thượng, mà là giống một sát thần. Chảm ác tăng giác nghiêm cả đời giết người vô số, các lộ đạo phỉ, hung nhân, Ác đồ chết trong tay hắn không có một vạn cũng có tám ngàn, sát khí trên người hắn nhiều hơn các nhân sĩ võ lâm nhiều lắm. Tô tín, người giết đệ tử thiếu lâm tự chúng ta, người có biết tội hay không? Giác nghiêm nói chuyện như sấm làm màng tai đám người chung quanh chấn động. Người trẻ tuổi áo đen kia chính là Tô Tín. Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy? chương 304 Thiếu Lâm Tự Bá Đạo 2 Có chút giang hồ hơi suy nghĩ liền giật mình tỉnh ngộ. Tại Hán Nam Đạo còn có ai tên Tô Tín? đương nhiên là bài danh 23 nhân bảng, huyết kiếm thần chỉ tô tín. Hơn nữa vừa rồi hòa thượng kia nói cái gì, giết đệ tử thiếu lâm tự, hắn chính là người thiếu lâm tự. Phần đông người giang hồ lập tức hưng phấn, cường giả nhân bảng chống lại đệ tử thiếu lâm tự, lần này có trò hay xem rồi. Tô tín thản nhiên nói, thiếu lâm tự không phải đã trục xuất đệ tử tục ra ra khỏi thiếu lâm sao? Tại sao còn là người thiếu lâm tự? Giác nghiêm niệm Phật hiệu và nói, học công pháp thiếu lâm tự chính là người thiếu lâm tự, Tô Tín ta chỉ hỏi ngươi, người động thủ với thượng quan ngạn khanh, vì sao lại còn giết Trúc Ngôn Tín? Tô Tín rất kinh ngạc vì sao Giác Nghiêm phải hỏi như vậy, dù sao hắn có thủ oán với Trúc gia cũng là do Trúc Ngôn Tín dẫn ra, việc này người ngoài ít khi biết tới. Tô Tín kinh ngạc nhìn Trúc Ngôn Thành bên cạnh Giác Nghiêm, càng nhìn càng thấy có mấy phần giống Trúc Ngôn Tín. Liên tưởng đến Giác Nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, Tô Tín nghĩ tới Trúc gia còn chưa từ bỏ ý đồ, lại dám mượn tay thiếu lâm tự động với mình. Nhìn thấy Tô Tín không nói lời nào, Trúc Ngôn Thành lập tức nói Tô Tín. Người giết đại ca ta, chẳng lẽ hiện tại còn còn không dám thừa nhận sao? Tô Tín lạnh lùng cười nói, có gì không dám thừa nhận? Trúc Ngôn Tín là ta giết thì sao chứ? Hắn đứng bên thượng quan ngạn khanh là địch nhân của ta, chẳng lẽ đối mặt hắn ta còn phải hạ thủ lưu tình sao? Ánh mắt sắc nghiêm bắn ra hàn quang, quả nhiên kẻ này đúng như lời Trúc Ngôn Thành nói, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn là địch với thượng quan ngạn khanh, lại chỉ dám giết thủ hạ của người ta nhưng thượng quan ngạn khanh hiện tại vẫn sống rất tốt ta lại hỏi ngươi trúc trạch phương có phải ngươi giết không là ta giết thì sao tô tín thản nhiên nói hắn không biết trúc môn thành nói gì với hòa thượng này hoặc là bẻ cong một ít sự thật nhưng hắn không muốn giải thích huống hồ giải thích cũng vô dụng thiếu lâm tự đã nghiêm cấm đệ tử dòng chính liên hệ với đệ tử tục gia nhưng tên hòa thượng này vẫn tới đây hiển nhiên hắn căn bản đứng về phía đệ tử tục gia thậm chí hắn không xem lệnh cấm thiếu lâm tự là cái gì cả. Dù sao Tô Tín giết phụ tử Trúc Ngôn Tín và Trúc Trạch Phương là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù hắn giải thích cũng không dùng được, cũng không cách nào cải biến ý thức của hòa thượng này, đã như vậy cần giải thích làm gì chứ. Giác nghiêm hít sâu một hơi và nói, Tô Tín, trên người của ngươi lệ khí quá nặng, theo ta về thiếu lâm tự, phế bỏ võ công tu thân trong chấn ma tháp 50 năm, chờ ngươi tẩy đi lệ khí trên người, ta liền thả ngươi rời đi. Thiếu lâm tự được xưng thủ lĩnh chính đạo, kể cả đệ tử bọn họ cũng cho rằng như thế. Giác nghiêm danh hiệu, chảm ác tăng, hắn tự hào sát khí mình quá nặng là do giết người đáng chết. Lần này hắn đối phó Tô Tín, nguyên nhân căn bản cũng bởi vì Tô Tín giết đệ tử hắn từng yêu thích nhất, hơn nữa hắn còn cho rằng Tô Tín khiêu khích huy nghiêm thiếu lâm tự nên mới ra tay. Công phẫn là công phẫn, tự oán là tự oán, giác nghiêm phân rất rõ ràng. Tuy hắn hận không thể giết Tô Tín tại chỗ nhưng vẫn dựa theo mấu chốt của mình mà làm việc, Tô tín tội không đáng chết nhưng nhất định phải trừng phạt. Phế bỏ võ công, giam giữ chấn ma tháp 50 năm tẩy đi một thân lệ khí, hắn xem ra làm như vậy là đúng đắn. Nhưng Tô Tín nghe xong liền cười lớn, hắn cười lạnh và nói, phế bỏ võ công trần áp 50 năm. Chê cười, quả thực chính là chê cười. Trong mắt Tô Tín bắn ra hàn quang lạnh lùng, cho dù ta lệ khí ngập trời thì mắc mớ gì tới ngươi. Phàm là kẻ sen vào chuyện người khác đều không có kết cục tốt, người thực nghĩ thiếu lâm tự chính là võ lâm trí tôn trong thiên hạ hay sao? Những võ giả chung quanh gật đầu, bọn họ cũng không có hảo cảm gì với thiếu lâm tự cả, bởi vì đám người thiếu lâm tự ưa thích xen vào việc của người khác. Bọn chúng thích xen vào mọi việc, còn làm ra bộ dạng chính nhân quân tử, kỳ thật còn không phải đang mua danh chuộc tiếng, muốn biểu hiện ra thực lực và địa vị thiếu lâm hay sao? Ánh mắt sắc nghiêm bắn ra sát cơ lạnh giá, nếu ngươi gian ngoan mất linh, bần tăng cũng chỉ có thể tự mình bắt giữ ngươi, phế bỏ võ công và đưa vào trấn ma tháp. Người tuổi còn nhỏ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại còn hung hăng càn quấy cuồng vọng, không biết hối cải, hiện tại người còn đứng thứ 23 nhân bảng, chờ người trưởng thành chắc chắn đứng hàng hắc bảng làm hại võ lâm. Tô Tín cười lạnh và nói, thật có lỗi đại sư, tại hạ đã sớm dạo qua hắc bảng nhưng không có việc gì. Giác nghiêm hừ lạnh một tiếng, hắn rút trảm mã đao trong tay và sát khí ngập trời bộc phát dữ dội, quanh người tràn ngập Phật quang, sát cơ cùng từ bi dung làm một thể, quanh người có phật âm và tiếng ma quỷ kêu gào, loại tràng diện này nhìn thế nào cũng không tự nhiên. Nhưng lúc này Tô Tín và những võ giả đang đứng xem chung quanh ngạc nhiên không thôi, hòa thượng này chính là võ giả nguyên thần cảnh. Là trảm ác tăng giác nghiêm, hắn là nguyên thần cảnh tông sư của La Hán đường thiếu lâm tự, Trảm ác tăng giác nghiêm. Nhìn thấy giác nghiêm lộ ra tu vi nguyên thần cảnh, những võ giả trên đường đi lập tức nhận ra thân phận của hắn. Trường 305 lần đầu chiến nguyên thần một Trước mặt những người chung quanh và Tô Tín, Giác nghiêm không có bạo lộ tu vi mình ra ngoài, mọi người cho rằng giác nghiêm chỉ là võ giả thần cung cảnh rất mạnh mà thôi. Nhưng hiện tại giác nghiêm bạo lộ thực lực và thân phận làm mọi người sợ hãi, vẻ mặt tô tín biến thành ngưng trọng. Với thực lực của hắn hiện tại, cho dù võ giả tiên thiên thần cung cảnh, chỉ cần không vào nhân bảng, cho dù không dùng tiêu hao phẩm thì tô tín cũng có thể đối chiến một phen. Nhưng võ giả nguyên thần cảnh không giống, tồn tại cấp bậc như thế, cho dù tô tín có tiêu hao phẩm cũng không thể đánh bại đối phương tranh lệch to lớn như vực sâu không phải sức người có thể vượt qua. Những người chung quanh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Tín, vị cường giả nhân bảng này đoán chừng sẽ thành cường giả nhân bảng có bài danh ngắn nhất trong lịch sử. Bọn họ thừa nhận Tô Tín rất mạnh, cho dù là võ giả tiên thiên nào đối mặt với nguyên thần cảnh đều không có tư cách xưng là mạnh. Cho dù đệ nhất nhân bảng đạo si lâm trường hà, hắn có thể ngồi nói xuông làm cường giả nguyên thần cảnh á khẩu không trả lời được nhưng không cách nào mạnh bằng nguyên thần cảnh võ đạo tông sư võ đạo tông sư danh xương này thuyết minh thực lực cường giả nguyên thần cảnh chỉ có đạt tới nguyên thần cảnh mới xem như chính thức lĩnh ngộ võ đạo trở thành tồn tại cấp tông sư giác nghiêm không có nói nhảm với tô tín hắn cầm đao chém xuống hắn cho rằng tô tín đã có ý niệm nhập ma trong đầu hơn nữa ma tính sâu nặng đã không cách nào dựa vào lời lẽ có thể hóa giải nếu đã không thể khuyên bảo thì hắn chỉ có thể dùng đao trong tay độ hóa mà thôi thân là cường giả nguyên thần cảnh giác nghiêm chém một đao mang theo uy thế thiên địa khiếp quỷ thần, Phật quang mang theo sát cơ vô tận. Nội tâm Tô Tín dùng mình, thực lực giác nghiêm chỉ là hóa thần cảnh trong nguyên thần cảnh nhưng thực lực của hắn có thể sánh ngang Yến Hoàng Cửu thực lực dung thần cảnh. Ngày xưa tại Thành Thương Sơn, Yến Hoàng Cửu già nua có thể dùng một địch bốn gã hóa thần cảnh võ đạo tông sư của võ lâm tương nam, nhưng bốn người kia so sánh với giác nghiêm có tranh lệch như ngày và đêm. Tô Tín đối mặt với một đao của đối phương nhung không có dũng khí đón đỡ, cho nên hắn trực tiếp lui lại thật nhanh hắn thi triển phong thần thối, trong nháy mắt thi triển phong quyển tàn vân không phải tiến công, mà là lui về phía sau. Trong lúc rút lui, hai chân tô tín đá liên kích vào không khí, dùng lực lượng phong thần thối mượn lực đánh tan đao mang, miệng hắn chảy một dòng máu tươi. Công pháp khinh công thật kỳ diệu, giác nghiêm thì thào một tiếng, cảm giác mình có chút xem thường tô tín. Từ trước sẽ không có võ giả tiên thiên nào có thể ngăn một đao của hắn, nhưng tô tín không chỉ ngăn được, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn còn không tổn thương quá nặng. Công pháp khinh công không bỏ qua công lao, nó bạo phát tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa còn có lực công kích không tầm thường nên mới có thể đánh tan đao mang. Đương nhiên, Giác Nghiêm chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, võ giả Tiên Thiên có võ công huyền diệu, trong tình huống tranh lệch đẳng cấp to lớn cũng không có chút tác dụng nào. Giác Nghiêm cầm Trảm Mã đao trong tay chém xuống, Trảm Mã đao đen kịt như thôn phệ tất cả ánh sáng, hào quang chung quanh Trảm Mã đao bị thôn phệ không còn, nó như ác quỷ đang cắn nuốt Tô Tín. Trảm tất cả tà ác trên thế gian trảm phiền não của chúng sinh bóng tối tới gần bên trong ẩn chứa phật quang vô tận nhưng phật quang lại ẩn chứa sát cơ đáng sợ từ bi độ ách dùng giết ngăn giết đây cũng là đao ý của giác nghiêm thân nsa tô tín rút lui thật nhanh phong thần thối nhanh nhẹn như gió bước chân của hắn đầy hư ảnh hắn không ngừng lui về phía sau đao thế của giác nghiêm giống như giòi bọ trong xương không bỏ qua tô tín đành phải ra tay du long kiếm chém ra một đám huyết quang ngập trời kiếm quang như nhuộm máu người toàn thân tô tín bị huyết sắc bao phủ huyết khí trùng thiên giác nghiêm hừ lạnh nói kiếm pháp tà dị như thế người đã đi lên con đường tà đạo nát cho ta huyết quang bị đao thế chém nát thành mảnh nhỏ lực lượng còn thừa đánh tô tín bay ra xa tô tín phun máu tươi lúc bay về phía sau tô tín liên tục bắn ra ba chỉ một chỉ nhanh lẹ như sấm một chỉ mang theo nóng bỏng của lửa một chỉ băng hàn lạnh buốt ba loại chỉ kính bắn về phía giác nghiêm giác nghiêm há miệng gào thét một tiếng thật to, chính là sư tử hống của thiếu lâm. Song âm cường đại lập tức đánh nát kinh thần chỉ của tô tín, thuận thế bao phủ tô tín, mũi miệng và lỗ tai tô tín đều có máu tươi chảy ra. Giao thủ mấy chiêu, tô tín ra tay đều khó ngăn công kích, ngay cả tránh né cũng không được. Tô tín hít mắt lại, hắn mượn lực lượng phong thần thối không lùi mà tiến tới, hắn lại phóng thẳng về hướng giác nghiêm. Giác nghiêm sướng sờ, tiểu tử này điên rồi sao? Trường 306 lần đầu chiến nguyên thần hai nhưng tô tín lúc này không phải nhắm mục tiêu là giác nghiêm mà là trúc ngôn thành đang xem náo nhiệt huyết hà thần chỉ điểm ra tơ máu như kiếm quang bắn thẳng vào trúc ngôn thành thục lực trúc ngôn thành còn chưa tới tiên thiên thì làm sao có thể tránh được huyết hà thần chỉ của tô tín huống hồ cho dù hắn là tiên thiên cũng không thể tránh thoát nhìn thấy tô tín lúc này còn to gan ra tay đả thương người khác giác nghiêm lập tức giận dữ hiện tại tô tín đã sử dụng huyết hà thần chỉ giác nghiêm ra tay có thể đánh chết tô tín Trúc Ngôn Thành cũng không sống được. Đối với Giác Nghiêm mà nói, đương nhiên cứu người là quan trọng nhất, cho nên hắn đành phải buông tha Tô Tín và quay người cứu Trúc Ngôn Thành. Nhưng lúc này trong mắt Tô Tín lộ ra hung quang, hắn ra tay đối phó Trúc Ngôn Thành thì hắn cũng đổi tiêu hao phẩm, vừa vẫn có thể sử dụng hiện tại. Tô Tín thu kiếm xuất đao, trong tay hắn không có đao cho nên dùng cổ tay chém ra. Chỉ trong chốc lát hỏa diễm bộc phát giống như diệt thế, cho người ta cảm giác hủy thiên diệt địa một đao vạch phá không gian, một đao phần thiên chữ hải. Tô Tín từng thi triển hỏa diễm đao ở cảnh giới hậu thiên nhưng hắn dùng thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh viên mãn thi triển ra hoàn toàn khác xa lúc còn ở cảnh giới hậu thiên, uy lực khác nhau một trời một vực. Mật tông hỏa diễm đao, ánh mắt sắc nghiêm sinh ra một tia kinh hãi, đối mặt với đao thế kinh thiên động địa, ngay cả hắn cũng có cảm giác bị hủy diệt. Sắc nghiêm vội vàng ngăn cản, quanh người bộc phát cương khí màu vàng, hào quang màu vàng bao phủ quanh người hắn, ngay sau đó chân khí và hỏa diễm đao va chạm với nhau. Người qua đường chung quanh nhìn thấy giác nghiêm là võ giả nguyên thần cảnh liền không tự giác tránh né xa xa mấy trăm trượt, lúc này nhìn thấy tô tín lại có thể giao thủ với cường giả nguyên thần cảnh còn đánh ra uy thế mạnh như vậy, bọn họ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Qua chừng vài chục giây sau, ánh lửa biến mất, tuy giác nghiêm không bị hỏa diễm đao của tô tín làm bị thương nhưng vô cùng chật vật. Tăng y màu đỏ cháy đen, tròm dâu quai nón của hắn cũng khét lẹt sắc mặt giác nghiêm tối tăm, cũng không phải bị hỏa diễm đao ảnh hưởng, mà là hắn tức giận. Trên trán trúc ngôn thành bên cạnh hắn bị huyết hà thần chỉ xuyên qua đầu chết tại chỗ. Trước mắt không có thân ảnh tô tín đâu cả, hiển nhiên hắn bị tô tín đùa giỡn. Hắn đường đường võ giả nguyên thần cảnh xuất thân thiếu lâm tự lại bị tô tín một võ giả cảnh giới tiên thiên đùa nghịch xoay vòng vòng, nếu không phải nơi này có quá nhiều người, chỉ sợ giác nghiêm hận không thể ngửa mặt lên trời thét lên đầy giận dữ mới giải hận. Giác nghiêm muốn tiếp tục truy tung tô tín thì ở phương xa có một lão tăng đi tới, bước chân chỉa xuống đất, mỗi một bước vượt qua hơn 10 trượng, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước ức mặt giác nghiêm. Nhìn thấy lão tăng xuất hiện, giác nghiêm vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ nói, tham kiến huyền minh sư thúc. Lão tăng này này thuộc chữ huyền của thiếu lâm tự, hắn là tồn tại cùng trang lứa với phương trượng huyền khổ thiếu lâm tự thế hệ này. Hơn nữa hắn chính là thủ tọa la hán đường thiếu lâm tự, là cường giả dương thần cảnh, cũng là lãnh đạo trực tiếp của giác nghiêm. Nhìn thấy giác nghiêm chật vật như thế, còn có thi thể trúc ngôn thành trên mặt đất, huyền minh thở dài nói, người đã giao thủ với tô tín. Kết quả như thế nào? Giác nghiêm đỏ mặt nói, tô tín quá giảo hoạt, hắn đã trốn rồi. Huyền minh lại là thở dài một hơi, gương mặt nghiêm túc nói, giác minh, trước kia ta nói với các ngươi thế nào? Phương trưởng ra lệnh cấm ngươi xem như trò đùa sao? Hiện tại thiếu lâm tự chúng ta triệt để không có liên quan với đệ tử tục gia, vì sao ngươi phải xuất đầu vì bọn họ? Giác nghiêm trầm mặc chốc lát nói, ta không có suốt đầu vì bọn họ, lệ khí của tô tín quá nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc, huống hồ hắn là võ giả tán tu, đã có manh mối đi lên con đường tà đạo, ta muốn mang hắn về trấn ma tháp, bằng không khó bảo toàn tương lai hắn làm ác. Hồ đồ, huyền minh chỉ vào giác nghiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ít dùng bộ dạng này gạt ta, tô tín có thể giống những người khác sao. Hắn mới qua tuổi 20 đã có thể đứng top 30 nhân bảng, chính là nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ trong võ lâm, tương lai không có ngoại ý muốn chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả nguyên thần. Nếu lần này người đánh chết hắn cũng bỏ đi, nhưng người lại để cho hắn trốn thoát, từ đó càng chứng minh Tô Tín ưu tú và khó chơi. Sau lần này Tô Tín nhất định sẽ hận thiếu lâm tự rất sâu, người dẫn đại địch như thế cho thiếu lâm tự chúng ta, người còn không biết tội hay sao. Giác nghiêm lại mạnh miệng nói, hắn chỉ là tiên thiên linh khiếu cảnh mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì. Cùng lắm ta lại ra tay một lần, lần này nhất định có thể giết hắn huyền minh lắc đầu thở dài nói ngươi còn không hiểu ý ta hay sao tô tín cảnh giới tiên thiên đã có thể làm ngươi chật vật như thế chờ hắn đến nguyên thần cảnh hai người các ngươi ai thắng ai thua còn không biết đâu huống hồ hắn có thể đào thoát khỏi tay ngươi một lần liền có thể đào thoát lần thứ hai hơn nữa theo ta được biết lần này tô tín được giang nam hội mời nên chuẩn bị đi giang nam chờ tô tín thành danh tại giang nam hội hành động của thiếu lâm tự chúng ta hôm nay có khác gì chèn ép tiểu bối có phải bị người ta chê cười hay không? Giác nghiêm, lần này ngươi gây ra chuyện quá lớn, vi phạm lệnh cấm của phương trưởng không tính, còn ném thể diện thiếu lâm tự, theo ta về chùa nhận phạt. chương 307 Người Thần Bí một Tuy cuối cùng Giác nghiêm vẫn không ủng hộ lời của huyền minh nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng huyền minh trở lại thiếu lâm tự tiếp nhận trừng phạt. Trong thiếu lâm tự môn quy xâm nghiêm, cho dù hắn là cường giả nguyên thần cảnh, nếu phạm phải sai lầm vẫn bị trừng phạt. Giác nghiêm bị huyền khổ mang về thiếu lâm tự, lúc này Tô Tín đã chạy đi đi hơn trăm dặm. Hắn không xác định giác nghiêm có đuổi theo hay không cho nên hắn toàn lực chạy đi cho tới lúc chân khí hao hết, lúc này hắn mới dừng lại. Hắn ăn một viên thuốc chữa thương, Tô Tín khôi phục chân khí trong người một ít. Vừa rồi đối chiến với giác nghiêm chỉ một hồi, hắn cũng đánh ra vài ngụm máu tươi nhưng thương thế không có nặng như lúc tử chiến với đám người Trúc Trạch Phương. Trận chiến khi đó kinh mạch hắn vỡ vụn thiếu chút nữa đã biến thành phế nhân, còn lần này Tô Tín chỉ bị lực lượng của giác nghiêm đánh tổn thương nội tạng, chỉ phun vài ngụm máu, nghỉ ngơi vài ngày là thương thế không còn. Vào lúc giác nghiêm ra tay cũng làm cho Tô Tín nhìn thấy sự khủng bố của cường giả nguyên thần cảnh. Cho dù mình có hệ thốn làm át chủ bài nhưng không có thực lực tuyệt đối không có khả năng sánh bằng võ giả nguyên thần cảnh. Lần này hắn hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa, toàn lực ra tay cũng chỉ làm đối phương chật vật mà thôi, căn không có làm giác nghiêm bị thương cho dù mình hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tứ tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng cho dù có tồn tại chuyện vượt cấp xiết địch nhưng cũng phải xem đẳng cấp của ngươi và đối phương như thế nào tối thiểu tiên thiên và nguyên thần cảnh là hai cảnh giới khác nhau chưa từng có người nào vượt qua mấy cấp bậc và khiêu chiến thành công thời điểm tô tín khôi phục hơn phân nửa khí lực vào lúc hắn muốn chạy đi bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một đám khói đen bay lên một người thần bí mặc cổn bào đầu đội mặt nạ phán quan bước ra trên trán tô tín đổ mồ hôi lạnh như mưa nếu như nói rác nghiêm toàn lực ra tay đã làm tô tín cảm thấy áp lực rất lớn trên người thần bí mang mặt nạ lại sinh ra uy áp vô tận khí tức của hắn sâu đậm như biển khủng bố đến mức tô tín không cách nào tưởng tượng nổi tô tín tin tưởng chỉ cần hắn muốn giết mình cũng chỉ cần dùng một ngón tay là đủ người thần bí mang mặt nạ phán quan tặc lưỡi hắn nói tô tín a hát tô tín ta vẫn xem nhẹ ngươi vốn cho rằng lần trước ngươi lấy một địch bốn đánh chết bốn tên võ giả thần cung cảnh cũng là cực hạt không nghĩ tới ngươi hôm nay lại có thể làm võ giả nguyên thần cảnh chật vật như thế, đúng là khó lường. Tô Tín không có nói tiếp, hắn chỉ trầm giọng nói các hạ là người phương nào. Muốn làm gì, thực lực giữa hắn và người thần bí khác biệt quá lớn, người ta đã tìm tới tận cửa, Tô Tín tin tưởng hắn khẳng định không phải tới nói chuyện phiếm với mình. Tô Tín lên liền nói thẳng, người thần bí kia sững sờ, ngay sau đó hắn cười nói, được, ta cũng không thừa nước đục thả câu, ta sẽ nói đơn giản, Ta xem trọng ngươi, muốn ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta." Tô Tín hơi kinh ngạc và nói, "Ta muốn biết ngươi nói là tổ chức gì?" Người thần bí mang mặt nạ phán quán lắc đầu và nói, "Thật có lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, nếu ngươi gia nhập tổ chức thì ngươi sẽ biết." Tô Tín cười khổ nói, "Ta có thể cự tuyệt sao?" Người thần bí gật đầu, "Đương nhiên có thể, ta tới mời ngươi gia nhập, cũng không phải đến bắt buộc ngươi gia nhập." Tô Tín sững sờ, thực có thể cự tuyệt, hắn vừa rồi nói câu kia cũng chỉ thuận miệng mà thôi nếu như người thần bí cường ngạnh một chút thì tô tín chọn đáp ứng thực lực đối phương chỉ cần dùng một ngón tay là giết mình nếu như tô tín không đáp ứng khó bảo toàn đối phương không động thủ tô tín lại không nghĩ tới đối phương chỉ ra mặt mời chào chứ không có ép buộc việc này làm tô tín không kịp trở tay nhìn thấy vẻ mặt tô tín như thế người thần bí mang mặt nạ phán quan nói toàn bộ gương mặt của hắn bị mặt nạ phán quan che đậy nhưng tô tín vẫn có thể cảm giác hắn đang cười ta nói rồi ta tới mời ngươi gia nhập đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt trước kia ta không nói tin tức rõ ràng cho ngươi biết là vì muốn tốt cho ngươi có nhiều thứ ngươi biết quá nhiều sẽ không có chỗ tốt với ngươi đâu huống hồ ngươi không muốn gia nhập tổ chức chúng ta ta lại nói rõ lai lịch tổ chức cho ngươi biết người biết nhiều thứ như vậy chẳng phải đang ép ta giết ngươi người thần bí nói chuyện thú vị tô tín sững sờ nhưng sau đó cảm giác hợp lý người thần bí bước lên phía trước một bước và nói tuy ta không thể nói lai lịch tổ chức cho ngươi biết nhưng ta có thể cho ngươi một cam đoan người gia nhập tổ chức ngươi không bao giờ còn là người không có chỗ dựa hôm nay giác nghiêm muốn phế bỏ võ công của ngươi và mang về thiếu lâm tự chấn áp nếu ngươi gia nhập tổ chức của ta ta cam đoan đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên thiếu lâm tự tìm huyền khổ và mang ngươi trở lại nội tâm tô tín lập tức chấn kinh nếu như người thần bí không có khoác lác thực lực tổ chức sau lưng hắn quá khủng bố rồi phương trượng thiếu lâm là độ ách la hán huyền khổ là người thế nào hắn chính là chân vũ cảnh võ đạo đại tông sư, là cao thủ nổi danh thiên bảng, chính là một trong những người mạnh nhất trên giang hồ. chương 308 Người Thần Bí 2 Người thần bí lại nói tổ chức sau lưng có thể đi lên thiếu lâm tự tìm huyền khổ đòi người, thực lực như vậy cũng quá khủng bố rồi. Thế nào, hiện tại người có quyết định gia nhập tổ chức hay không? Người thần bí hỏi, cảm giác người thần bí không có sát tâm, tô tín lắc đầu. Nhìn thấy tô tín tỏ thái độ, người thần bí cũng không thất vọng, hắn nói, nếu ngươi không muốn gia nhập thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta muốn tìm chính là thành viên cùng chung chí hướng, mà không phải bức bách làm ngươi mang nhị tâm. Người thần bí móc một tấm lệnh bài giao cho Tô Tín, ngươi thu lệnh bài này, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì liền quán chú chân khí vào trong lệnh bài, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất hiện cứu ngươi. Đương nhiên lệnh bài này không phải dùng không, ngươi mượn lực lượng tổ chức cứu ngươi, vậy ngươi cần phải trả giá thật nhiều mới được. Ngươi nhìn thấy lực lượng tổ chức, hoặc là gia nhập tổ chức, hoặc là người cũng chết đi. Sau khi giao lệnh bài, người thần bí kia quay người liền đi, thời điểm thân thể hắn dung nhập vào trong khói đen, hắn nhớ tới cái gì đó lại ném ra một câu và biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi, vừa rồi quên nói cho người biết, giác nghiêm đã bị thủ tỏa la hán đường, đại bi thủ, huyền minh mang về thiếu lâm tự trừng phạt, người không cần trốn đông trốn tây. Đợi đến lúc người thần bí biến mất, tô tín cầm lệnh bài sau đó ngồi xuống đất, trên mặt hắn mang theo thần thái suy nghĩ. Chuyện xảy ra hôm nay quá khó lường, thậm chí làm cho hắn không kịp phản ứng. Nhìn lệnh bài không có văn tự gì nhưng lại có hoa văn kỳ dị, tổ tín có suy đoán với thực lực thế lực sau lưng người thần bí. Đầu tiên, thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí mạnh tới mức có thể khiêu chiến thiếu lâm tự, nghe ý của người thần bí, dường như hắn không có xem thiếu lâm tự là chuyện gì quan trọng. Thứ hai, tổ chức này là tổ chức ngầm, căn bản không muốn người khác biết tổ chức mình là gì, càng không lộ ra ngoài sáng. Chính bởi vì như thế Tô Tín mới có thể mở miệng cự tuyệt, nếu như thần bí nhân kia hơi cường ngạnh một chút, Tô Tín khẳng định lập tức gật đầu gia nhập, về sau lại nghĩ biện pháp thoát khỏi. Nhưng vượt quá Tô Tín dự đoán, người thần bí không có ép hắn, chỉ cho hắn tấm lệnh bài, dường như thập phần có lòng tin sau này hắn sẽ sử dụng lệnh bài. Thu hồi lệnh bài, Tô Tín cũng không nghĩ nhiều như thế. Giang hồ còn lớn hơn bản thân mình suy nghĩ, tối thiểu Tô Tín không tìm thấy tư liệu của tổ chức thần bí trong lục phiến môn. Hiện tại Giác Nghiêm đã bị thủ tỏa La Hán đường huyền minh mang đi, Tô Tín có thể an tâm đi giang nam đạo, hiện tại Tô Tín không vội đi như thế, hắn còn có một việc phải làm xong mới rời khỏi Hán nam đạo. Nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt Tô Tín sinh ra sát cơ đáng sợ, hắn đi về hướng Trúc Gia Trang. Lần này Tô Tín không ngờ tới Trúc Gia Trang có phách lực như vậy, cũng dám châm ngòi Giác Nghiêm đối phó chính mình. Hắn xem ra Trúc Gia Trang trừ một chút trạch phương đáng giá coi trọng thì còn lại đều là phế vật nhưng chính đám phế vật này lại tính kế suýt làm tô tín ngã nhào tô tín gõ vỏ kiếm lẩm bẩm nói ta biết vấn đề nằm ở nơi nào rồi thông qua sự kiện trúc gia trang lần này tô tín phát hiện mình có một tệ nạn đó chính là sau khi hắn gia tăng bài danh trên nhân bảng quá nhanh làm cho người ngoài không hiểu tô tín hắn tư liệu cường giả nhân bảng kỹ càng không chỉ có võ công trong đó còn có đặc điểm tính cách của tô tín thực lực tô tín không cần nhiều lời chiến tích còn ở đó nhưng hắn đặc điểm tính cách của hắn mơ hồ bề ngoài giống như hắn cho người ta ấn tượng là người thích trêu chọc tai họa. Cảnh giới hậu thiên giết phương Đông Đình đạp vào nhân bảng, về sau lại liên tục NS bại đám người địch vân phi tại tương Nam, là người to gan không bận tâm tới hậu quả. Đối với Tô Tín, to gan cũng vô dụng, bởi vì to gan không thể chấn nhiếp kẻ khác. Hỏa vực ma thần diễn La Na bài danh thứ tư nhân bảng trời sinh tính hung tàn, giết chóc vô số, đã từng đổ sát qua một đại tộc trong Tây Vực. Đối với loại người như diễn Na La, người có thể tính kế hắn, sau khi tính kế hắn không chết thì ngươi phải suy nghĩ có chịu đựng nổi hậu quả hắn trả thù hay không hiện tại tô tín cũng cần uy danh như thế hoặc nói nó là hung danh mới đúng ngươi muốn tới tính toán ta thì chuẩn bị chờ ta báo thù tô tín muốn người ta biết rõ sau khi khiêu chiến tô tín sẽ có hậu quả gì sẽ có kết cục thê thảm ra ra sao lần này trúc gia trang nho nhỏ dám tính kế hắn tô tín muốn biến nó thành điển hình nắm chặt kiếm trong tay tô tín ngồi tới nửa đêm mới khôi phục chân khí trong người tới đỉnh phong sau đó hắn đứng lên rồi đi. Trước khi rời khỏi hán nam đạo, hắn muốn làm xong một chuyện, hắn muốn đi huyết tẩy Trúc Gia Trang. chương 309 Diệt Môn 1, lúc này trong Trúc Gia Trang, Trúc Gia Lão Gia Tử và đám người Trúc Kỳ Phương không có ngủ, bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng. Tuy Trúc Ngôn Thành bên kia đã truyền tin tứ nói hắn đã thành công gây xích mích giác nghiêm đi tìm tô tín trả thù, nhưng không biết vì sao nội tâm bọn họ vẫn sinh ra một tia bất an khó xóa đi được. Thời gian hiện tại đã qua gần một ngày, tại sao bọn họ còn chưa quay về tô tín chỉ là võ giả tiên thiên mà thôi giác nghiêm là cường giả nguyên thần cảnh võ đạo tông sư chỉ một chiêu là có thể miểu sát hắn không cần kéo dài tới bây giờ a à. có thể xảy ra biến cố gì hay không trong lòng mọi người đều có lo lắng đặc biệt là trúc kỳ phương hắn không ngừng ra vào đại sảnh trúc lão gia tử nhìn thấy cũng phiền muộn không thôi được rồi đừng đi vòng vòng nữa đi nữa ánh mắt ta hoa lên trúc lão gia tử quát lớn trúc kỳ phương dừng lại trong miệng lầm bầm, ta đã sớm nói, chúng ta không nên dùng chiêu hiểm như vậy. A Thành hắn chỉ là tiểu hài tử, vạn nhất xác nghiêm nhìn ra sơ hở thì sao bây giờ? Hơn nữa vạn nhất không giết được Tô Tín thì sao? Chẳng phải sẽ bị Tô Tín báo thù. Trúc lão gia tử hư lạnh một tiếng nói, người thân là gia chủ, tại sao không có một chút phách lực như vậy? Dù sao đã làm rồi, hiện tại ngươi lo lắng có dùng được gì hay không? Giác nghiêm thân là cường giả nguyên thần cảnh, Tô Tín cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên mà thôi, hơn nữa sau lưng hắn không có thế lực nào hỗ trợ lúc tô tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm hắn vừa mới nói xong chỉ nghe ngoài có tiếng nổ ầm ầm vang lên cửa lớn trúc gia trang bị đánh nát nội tâm người trúc gia chấn động mạnh bọn họ vội vàng chạy ra đi nhìn thấy cửa lớn bị kiếm quang đánh nát ngay cả đệ tử trúc gia cũng nằm trong vũng máu tô tín đang mỉm cười như ác ma làm sao có thể làm sao có thể tại sao ngươi còn chưa chết trên mặt trúc lão gia tử lộ ra vẻ kinh hãi cường giả nguyên thần cảnh ra tay lại không thể đánh chết hắn. Gương mặt Trúc Kỳ Phương lúc này bê ến thành chán nản, lẩm bẩm nói, ta đã nói không nên trêu chọc Tô Tín, các ngươi lại không nên đi nước cờ hiểm như thế, lần này xong rồi, Trúc Gia Trang xong rồi. Tô Tín thản nhiên nói, tại sao ta phải chết, thực cho rằng các ngươi mượn tay võ giả nguyên thần cảnh ra tay thì ta phải chết chắc hay sao? Trúc Lão gia tử run rẩy nói, vậy ngươi muốn cái gì? Làm gì? Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì? Tô Tín lúc này cười mỉa mai, nói, làm người nên gánh lấy hậu quả do mình làm ra, làm sai chuyện phải bị phát, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao? Các ngươi có lá gan châm ngòi rác nghiêm đi đối phó ta, các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù. Trúc lão gia tử thở dài một hơi, nói, được, ta biết rồi. Vừa mới dứt câu, trúc lão gia tử vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, tất cả mọi chuyện đều là lão phu bài ra, ta nguyện ý tự sát tả tội, hy vọng tô công tử ngươi có thể buông tha người trúc gia trang. Tô Tín lắc lắc đầu nói, không đủ. Trong mắt Trúc Lão Gia Tử bắn ra một tia, hắn chỉ vào Trúc Kỳ Phương và đời thứ hai của Trúc Gia Trang, bọn họ sẽ cùng chết với ta, chỉ cầu Tô Công Tử ngươi có thể buông tha giả yếu, phụ nữ và trẻ con Trúc Gia Trang, lưu cho Trúc Gia một tia huyết mạch. Đám người Trúc Kỳ Phương dùng ánh mắt không dám tin nhìn vào mắt mình, hắn nói cái gì? Muốn bọn họ tự STS tạ tội, vài tên đời hai của Trúc Gia muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn chán nản im lặng. Người là giao thất ta là thịt cá, Hiện tại tính mạng tất cả người trúc gia trang đều nằm trong tay Tô Tín, cho dù bọn họ không tự sát thì Tô Tín sẽ buông tha sao? Nhưng kết quả Tô Tín vẫn lắc đầu, nói: "Vẫn không đủ." Trúc lão gia tử lúc này ngẩng đầu lên, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Ánh mắt Tô Tín lộ ra một tia lạnh lùng, rất đơn giản, "Ta muốn trúc gia trang chó gà không tha." "Chúng ta liều với ngươi." Đám người trúc kỳ phương nghe xong lời này cảm thấy điên cuồng. Tô Tín đã muốn tiêu diệt cả gia tộc bọn họ, còn có cái gì có thể nói? trừ dốc sức liều mạng thì bọn họ có những phương pháp khác hay sao? Trong mắt Tô Tín bắn ra thần thái đùa cợt, huyết hà thần kiếm bộc phát kiếm quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém ngang lưng đám người Trúc Kỳ Phương. Hiện tại người có thực lực mạnh nhất trong Trúc Gia Trang chính là Trúc Kỳ Phương và một đám đời thứ hai có thực lực tiên tiên khí hải cảnh, những người này trong mắt Tô Tín không đáng nhắc tới. Nửa canh giờ sau, hơn 300 nhân khẩu Trúc Gia Trang bị Tô Tín đổ sát không còn. Trên thân kiếm bắn ra máu tươi tung tóe Tô Tín trực tiếp quay người rời đi chương 310 diệt môn 2, hắn cũng không có hạ thủ lưu tính với phụ nữ và trẻ em Trúc Gia Trang. Lý Trầm chu khí phách vô song, hắn có thể cho địch nhân cơ hội phát triển nhưng Tô Tín sẽ không. Không phải hắn không dám, mà là hắn sợ phiền toái. Rõ ràng có thể giết và không giết, Tô Tín nghĩ tới ánh mắt hận ý ngập trời của đám người trẻ tuổi trong Trúc Gia Trang, nếu lưu đám người này lại tương lai có khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Trong tiểu thuyết có rất nhiều nhân vật phản diện bình thường sẽ không ngồi tận giết tuyệt, mà là cho nhân vật chính cơ hội quật khởi, sau đó thần công đại thành sẽ đi tìm nhân vật phản diện báo thù, nhưng đáng tiếc Tô Tín không có hứng thú làm vậy, hắn sẽ không cho phép kẻ nào hận mình có cơ hội làm nhân vật chính. Trúc Gia Trang có thế lực không nhỏ tại Hán Nam Đạo, cho dù vị trí của nó không nằm ở trung tâm của Hán Nam Đạo nhưng cũng nằm trên đường cái châu phủ. Tô Tín đổ sát Trúc Gia Trang không còn, cả Trúc Gia Trang bê ến thành tĩnh mịch, người giang hồ lui tới đều cảm giác được một tia không đúng, hơn nữa trong Trúc Gia Trang có mùi máu tươi tỏa ra chung quanh có người hiểu chuyện tiến vào xem xét, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục, toàn bộ trúc gia trang bị người ta chu diệt cả nhà. Hiện nay võ lâm trung nguyên xem như an ủi, mặc dù đại tông môn có ma sát nhỏ không ngừng, đệ tử dưới chướng cạnh tranh kịch liệt nhưng đã rất lâu không có phát sinh chuyện diệt phong cả nhà. Kết quả hiện tại Trúc Gia Trang là thế lực có danh tiếng trong Hán Nam Đạo bị người ta diệt môn trong một đêm, đây chính là tin tức to lớn. Mây Đại Tông Môn tại Hán Nam Đạo phái người tới điều tra, chuẩn bị nhìn xem có phải đệ tử ma đạo rời núi làm ra chuyện người người oán trách hay không. Từ xưa đến nay tránh tà bất lưỡng lập, gần vài năm qua cửu ngục tà ma là chín thế lực ma đạo lớn nhất bị chính đạo đẻ ép, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có vấn đề, ngược lại đã lâu không có phái đệ tử hung hăng càn quấy rời núi. Nếu như một khi xác định chuyện này là tông môn ma đạo làm, vậy võ lâm hán nam đạo bọn họ sẽ tuyên bố lệnh truy nã, tuyệt đối sẽ toàn lực xoắn giết đối phương mới thôi. Nhưng đợi đến lúc khám nghiệm tử thi kết quả bày ra trước mặt, tất cả mọi người cũng sửng sốt. Người ra tay chính là nhân vật bài danh 23 nhân bảng, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Tô Tín đổ sát Trúc Gia Trang, mặc dù có ý trả thù hả giận trong đó nhưng dụng sâu nhất là chấn nhiếp mọi người, cũng làm cho đám người tính kế hắn phải suy nghĩ hậu quả hắn trả thù. Cho nên Tô Tín khi ra tay cũng không có tính toán che giấu tung tích, hắn dùng vũ kỹ thành danh của mình nên rất dễ dàng nhìn ra manh mối. Bởi như vậy nhân sĩ Võ Lâm Hán Nam Đạo cũng không có cách nào, vấn đề này chỉ có thể đặt qua một bên, ân oán giữa tô tín và trúc gia trang đã sớm truyền khắp hán nam đạo thời gian gần đây đơn giản là giang hồ báo thù mà thôi tô tín giết trúc ngôn tín trúc trạch phương mang người đến báo thù kết quả bị tô tín giết ngược rồi sau đó trúc gia trang không phục lại châm ngòi thiếu lâm tự giác nghiêm đi đối phó tô tín nhưng vẫn không thể giết tô tín ngược lại bị tô tín trả thù diệt môn loại chuyện này nói không rõ ai đúng ai sai dù sao là oan oan tương báo hiện tại đã có một phương chết sạch vấn đề này cũng không tính là triệt để chấm dứt mặc dù nói tô tín ra tay tàn nhẫn một ít nhưng song phương đã kết thành sinh tử đại thù hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách tông môn võ lâm hán nam đạo không có thủ oán với tô tín đương nhiên không có hứng thú chụp mũ ma đạo lên đầu tô tín sẽ không xuất số tiền lớn truy nã tô tín cho nên chuyện này cũng chỉ như thế mà thôi thời gian nhân bảng đổi mới vào một tháng sau tô tín lại tăng thêm một vị trí tính danh tô tín danh hiệu huyết kiếm thần chỉ môn phái không Phó công, huyết hà thần kiếm kiếm xuất huyết hà trảm đại long, từng dùng chiêu này phá bí thuật hóa long của địch Vân Phi, huyết hà thần chỉ bản tiến hóa của huyết hà thần kiếm, thay đổi thất thường, quỷ thần khó lường nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ dung nhập 24 biến hóa của thời tiết, uy năng vô cùng. Thực lực, tiên thiên linh khiếu cảnh đại viên mãn, chiến tích tại lăng mộ kiếm tôn giả La Vân tại Hán Nam, bại địch Vân Phi, tiêu ma Vân, thượng quan ngạn khanh, đánh chết đại đương gia hoa âm sơn tiếu diện giả xoa tảo chính an. Bên ngoài Hán Nam Đạo Tung Dương phủ bị bốn tên võ giả thần cung cảnh vây công, một trận chiến đánh chết đệ tử tục gia thiếu lâm tự trúc gia chủ trúc trạch phương, nguyệt nhận đao đoạn thiên nhai, xích hỏa lôi thương chu trường tín, sát thủ thanh y huyết y lâu. Một tháng trước võ giả nguyên thần cảnh thiếu lâm tự la hán đường, chảm ác tăng, giác nghiêm bị trúc gia trang châm ngòi ra tay chấn áp tô tín, giao thủ mấy chiêu và tô tín đào thoát. Ghi chú, ngày thứ hai tô tín ra tay diệt hơn 300 nhân khẩu trúc gia trang. Bài danh, 22 Nhìn thấy bài danh Tô Tín lại tăng thêm một vị trí, đám võ giả sao chép nhân bảng cảm thấy cổ quái. Không chỉ vì Tô Tín lại tăng thêm một vị trí, lý do Tô Tín tấn cấp nhân bảng lần này làm người ta không nói thành lời. Những võ giả nhân bảng khác tấn cấp dựa vào chiến tích, ví dụ như lại đánh bại ai, đánh chết ai đó. Nhưng lần này Tô Tín tấn chức nhân bảng là vì hắn tránh được giác nghiêm đuổi giết, dường như đây là lần đầu nhân bảng xảy ra chuyện như vậy. Lại không có ai mở miệng phản bác lý do này cả. Dùng thực lực linh khiếu cảnh viên mãn đối chiến vài chiêu với giác nghiêm là cao thủ hóa thần cảnh và đào thoát thành công, phần thực lực như vậy, trong võ giả nhân bảng có bao nhiêu người làm được. Huống hồ giác nghiêm cũng không phải là võ giả hóa thần cảnh bình thường, hắn là la hán đường, chảm ác tăng, giác nghiêm của thiếu lâm tự, là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. chương 311 Giang Nam Phủ 1 Đối với tin tức tô tín diệt cả nhà Trúc Gia Trang, bởi vì nhân bảng công bố trên giang hồ nên sinh ra xôn xao tuyệt đại đa số tông môn chính đạo xì mũi coi thường tô tín cho rằng hắn tâm tính hung tàn cực đoan hiện tại còn chưa đoa nhập ma dạo nhưng cũng đã có dấu hiệu báo trước thiếu lâm tự giác nghiêm đại sư như muốn mang hắn về thiếu lâm tự trấn áp tẩy đi một thân lệ khí là đúng nhưng mặc dù có người nói như vậy nhưng đại bộ phận chỉ là nói nhảm mà thôi cũng không có ai nóng đầu đi tìm tô tín làm hiệp sĩ trừ ma vệ đạo dù sao trúc gia trang bị diệt không có một chút quan hệ nào với hắn thời điểm này chỉ có đầu ngu xuẩn mới đúng ra trêu chọc tô tín Huống hồ trải qua chuyện này mọi người cũng đại khái nhìn ra tính cách của Tô Tín. Hắn xuất thân tán tu, tính cách có thù tất báo, tuyệt đối là người đánh ta một quyền, ta đâm ngươi một đao. Loại nhân vật này có thể không trêu chọc thì không trêu chọc, một khi trêu chọc thì phải diệt sát hắn triệt để, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tô Tín không biết những chuyện này, cho dù biết hắn cũng cao hứng. Bởi vì có người kiêng kỵ hắn đã chứng minh hắn thị uy thành công, về phần thanh danh giang hồ gì đó, Tô Tín không quan tâm thứ hai. Giết phương Đông Đình bị treo thưởng trên hắc bảng chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại hắn là truy phong tuần bổ của lục phiến môn, là tay sai triều đình hàng thật giá thật. Thân phận này không thể giấu giếm cả đời, sau khi bị người khác biết rõ, khi đó thanh danh của Tô Tín trên giang hồ càng thối không thể ngửi. Một đường đi tới, Tô Tín vừa bắt đầu đã chuẩn bị đi đường bộ tới Giang Nam Đạo, nhưng đường bộ lại dài nhất, hơn nữa trên ngựa bất tiện tu luyện, cho nên Tô Tín liền lựa chọn đi đường thủy, chỉ dùng thời gian một tháng sẽ tới Giang Nam Phủ tại Giang Nam Đạo vùng sông nước Giang Nam xưa nhay phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Giang Nam phủ thân là châu phủ hạch tâm của Giang Nam đạo thì càng phải như vậy. Cả Giang Nam phủ có thể nhìn thấy nhiều cầu nhỏ nước chảy, từng chiếc thuyền không ngừng qua cầu, trên đường phố có hiệp sĩ đội mũ vành rộng, công tử thế gia phong lưu phóng khoáng, thanh niên hiệp sĩ anh tuấn tiêu sái đi lại không ngớt, từ đó có thể thấy phong vị của sông nước Giang Nam đạo. Tô Tín rời thuyền tùy tiện dò xét chung quanh, quả nhiên Giang Nam phủ không hổ là nơi có võ phong cực thịnh tại Trung Nguyên, có thể nói hậu thiên đi đầy đất, tiên thiên nhiều như chó cũng không đủ. Tô Tín có tu vi tiên thiên linh khiếu cảnh đỉnh phong, hắn có thể xem là cao thủ tại tương Nam Đạo và Hán Nam Đạo, nhưng ở Giang Nam Phủ chỉ có thể xem là người bình thường. Tối thiểu Tô Tín vừa rồi nhìn thấy mấy võ giả đi ngang qua có tu vi tiên thiên. Du Long kiếm bị Tô Tín tìm ra cá mập nhét vào, tùy ý động bên hông. Bên hồ có từng chiếc từng chiếc thuyền buồm đang đậu treo bảng giá chờ người thuê, ở nơi xa hơn có thể nhìn thấy từng tòa hoa thuyền cũng có thể cung cấp người thuê, giá tiền nha cũng không phải những thuyền buồm có thể so sánh. Tô Tín tùy ý đi tới chợ ức một chiếc thuyền buồm, chủ thuyền là lão hán chừng 60 nhưng tinh thần khí không tồi, trong thuyền có một nữ ngư dân chừng 15, 6 tuổi, bộ dáng thanh tú, còn mang theo khí chất hàm súc của vùng sông nước Giang Nam. Lão bá, ta muốn đi xem Giang Nam phủ một vòng, ngài muốn bao nhiêu tiễn? Lão hán mở miệng nói, vị công tử này cứ xem mà cho là được, lão hán ta cũng nhân nghiệp nghỉ đánh cá cho nên ngồi không, lời thêm một ít tiền cải thiện bữa ăn. Tô Tín cười cười, hắn nhảy lên thuyền và ném cho nữ tử 10 lượng bạc, lập tức làm cho nàng cười nheo mắt lại. Nội tâm Tô Tín cười thầm người Giang Nam phủ đúng là biết tính toán, lại dám chơi thủ đoạn nhỏ này với võ giả, tại địa phương khác hiếm khi thấy việc như vậy. Vừa rồi lão hắn nói hắn tùy ý cho là được thật ra đang chờ hắn vì mặt mũi mà cho nhiều tiền a. À. Vừa nhìn đã biết hắn là nhân sĩ giang hồ, lão hán mang theo cháu gái Tân Tân khổ khổ đánh cá thuê thuyền trợ cấp gia dụng, nếu ngươi cho ít tiền người không biết xấu hổ ném ra mấy văn tiền hay sao? Đương nhiên Tô Tín không quan tâm chút thủ đoạn này, trực tiếp ném ra mươi lượng bạc xem như tiêu khiển. Lão Hán khu động mái chèo thuyền buồm lúc này rời bến, nữ tử nhỏ giọng nói, vị công tử này cần ăn cái gì không? Ta có cá tươi vừa đánh bắt được vào buổi sáng, còn có hoàng tử do gia đình tự nhướng, công tử cần nếm thử. Nữ tử nhỏ nhỏ nói với hắn thập phần dễ nghe, Tô Tín nói, được, người xem mà làm. Tô Tín nhìn nữ tử mang các loại dụng cụ làm bếp ra, hắn lắc đầu cười thầm. Nếu mình thật móc 10 văn tiền ra, đoán chừng sẽ không có đãi ngộ này. Dáng người nữ tử nhỏ nhắn nhưng quanh năm sinh hoạt trên thuyền, tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Cá tươi được đánh bắt vào buổi sáng, chứa trong giỏ cá động ở đuôi thuyền, sọt cá chìm vào trong nước nên cá tươi vẫn sống. Nữ tử thuần thục mở bụng cá và làm sạch, sau đó đặt vào nước sôi và tăng thêm gia vị, lúc này mới hầm cách thủy, bên cạnh còn có một bình rượu màu vàng, bình rượu có mùi thơm ngạt ngào. chương 312 Giang Nam Phủ 2, thịt cá được bưng lên, tô tín ăn thử một miếng cũng ngon miệng, hoàng tử được nhưỡng cẩn thận và mạnh hơn rượu khác. Nữ tử đang nhìn thẳng tô tín, thẳng đến khi tô tín nói, không tồi, thì nàng mới hít mắt vui vẻ. Tổng Giang Nam Phủ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, tuy nữ tử là ngư dân bình thường, mặc dù đã gặp những nhân sĩ võ lâm nhưng rất ít khi tiếp xúc gần gũi, cả hai giống như người hai thế giới. Những nhân số vĩ lâm này vì mặt mũi, Đại đa số đều hô bằng hữu gọi hữu tốn giá tiền cao thuê thuyền du lịch Giang Nam phủ, đi thuê thuyền buồm nhỏ của bọn họ chỉ là số ít. Tô Tín vừa nhấm nháp rượu và thức ăn, hắn vừa đánh giá cảnh tượng Giang Nam phủ. Giang Nam phủ võ phong thịnh hành như thế, đối với Đại Chu Vương triều đình mà nói đây không phải chuyện tốt. Võ giả Giang Nam phủ nhiều như thế nhưng không có bao nhiêu thuộc về Đại Chu Vương triều đình, đều là thành phần không bị khống chế. Truy tìm căn nguyên nguồn gốc, Giang Nam phủ biến thành bộ dạng như hiện tại nguyên nhân căn bản chính là vì giang nam tiêu thị lịch đại vương triều trung nguyên thành lập thay đổi trong đó không ít bóng dáng tông môn võ lâm thậm chí có rất nhiều vương triều sau lưng có tông môn võ lâm hậu thuẫn đại đa số kết quả sau khi vương triều vững chắc liền bắt đầu qua sông đoạn cầu cũng bắt đầu lục đục với tông môn võ lâm sau lưng thậm chí trực tiếp chu sát ví dụ như vũ long đế và đỗ nguyên thánh tam tương vũ lâm minh chính là như vậy trong đó chỉ có trường hợp đặc biệt là giang nam tiêu thị thành lập đại lương đại lương là thế lực võ lâm tổ kiến vương triều về sau thời điểm tranh bá thiên hạ đại lương trừ đệ tử tiêu gia cũng tiếp nhận người võ lâm khác thành phần hết sức phức tạp đáng tiếc vương triều tranh bá không phải giang hồ tông môn chém giết tiêu gia có thể bảo trụ địa vị đứng đầu trong lục đại thế gia cũng là vì có thực lực một vương triều sau đó tiêu gia có thể thuận lợi từ vương triều xuống dốc thành thế gia từ đó có thể thấy được đặc tính tiêu gia dù sao tô tín xem ra tiêu gia còn có mấy phần đặc tính chưa có chết nếu không bọn họ cũng không hàng năm thu nhiều tán tu Giang Nam như vậy. Tiêu gia đã là một trong lục đại thế gia, hắn lại mời chào nhiều môn khách như vậy, triều đình cho rằng đã phạm quý kỵ. Giang Nam đạo là đại bản doanh của Tiêu gia, các thế lực võ lâm khác tại Giang Nam đạo cũng có người phát ngôn của mình, triều đình cũng sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời nửa khắc không dám hành động. trong nội tâm tô tín trong nghĩ tới những việc này hơi có chút phân tâm, chợt nghe lão hán chèo thuyền và nữ tử ngư dân hét lên, chiếc thuyền nhỏ vội vàng chuyển hướng. Tô Tín nhìn lên, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền hoa lớn đang lao tới, mắt thấy sắp đụng vào thuyền nhỏ. Kỳ thật đường sông Giang Nam không có nhỏ như vậy, đặc biệt là bọn họ sắp đi vào trong hồ lớn, lúc này đường sông đủ sức dung nhập năm xe ngựa cùng chạy song song mà không ảnh hưởng tới nhau. Không biết có phải thuyền hoa trước mặt cố ý hay không, bọn họ không có tránh sang một bên và đi giữa đường sông, mắt thấy sắp đụng nát chiếc thuyền buồm nhỏ. Đường sông nơi này không sâu, cho dù rất xuống nước cũng không có chết người. Nhưng với lão Hán và nữ tử ngư dân mà nói, chiếc thuyền buồm nhỏ này chính là nhà của bọn họ, tuyệt đối không thể có việc gì. Cho nên lão Hán không ngừng khu máy chèo, muốn đổi hướng thuyền buồm sang một bên, nhưng không biết làm sao tốc độ thuyền hoa nhanh hơn, trong nháy mắt muốn đâm nát thuyền buồm nhỏ. Lúc này mọi người có thể nghe được âm thanh nam nữ cười đùa trên thuyền hoa, dường như đâm chìm thuyền buồm là chuyện thú vị. Bởi vì thuyền buồm chuyển hướng vội vã cho nên chấn động mạnh, bàn rượu của Tô Tín rơi vãi khắp nơi, Tô Tín cau mày hắn muốn thanh thản ổn định ngắm phong cảnh lại bị phá hỏng hắn đã tức giận bỗng nhiên thân thể tô tín hơi động hắn như hóa thành cuồng phong biến mất ở đầu thuyền nữ tử nhìn thấy tô tín nhảy ra khỏi thuyền đào mắt tô tín đã biến mất lúc ngẩng đầu đã kinh hô tô tín lúc này xuất hiện trước thuyền hoa chân của hắn nhanh như gió và đá một cước oanh tiếng nổ lớn vang lên tốc độ thuyền hoa lao nhanh cũng dừng lại nhưng động tác của tô tín không ngừng hai chân hắn không ngừng đá mạnh hắn dùng phong thần thối đệ tam thức, cuồng phong sậu vũ, cước lực không ngừng và đánh liên tục như mưa rào bão tố. Tô tín đá ra mỗi bước, thân thể bản thân tiến lên một bước, dường như hắn đang lăng không dẫm vào thuyền hoa. Hơn nữa tốc độ của thuyền hoa không chỉ bị phong thần thối đá dừng lại, cuối cùng còn bị tô tín đá lui về phía sau vài trường. chương 313 xung đột 1, tô tín dùng phong thần thối đá dừng thuyền hoa trước mặt, tràng diện này không chỉ làm lão hán và nữ ngư dân sững sờ, càng làm cho không ít võ giả trên bờ chú mắt nhìn không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ ra hỏa này xuất thân thiếu lâm tự sao? Khí lực hắn lớn như vậy, phải biết rằng thuyền hoa nặng mấy vạn cân A, hơn nữa trên thuyền còn có rất nhiều vật phẩm trang sức và người cùng hàng hóa, nó lại lao đi với tốc độ nhanh nhất, muốn triệt để dừng nó lại cần phải tốn bao nhiêu sức lực mới được. May mắn thuyền buồm được cứu, nữ ngư dân nhìn tô tín với ánh mắt sùng bái. Trước kia nàng không có tiếp xúc nhiều với người giang hồ, đại bộ phận là công tử thế gia cao cao tại thượng căn bản sẽ không đặt tiểu nữ nhân như nàng vào mắt hoặc là những hiệp sĩ võ lâm thô cuồng bộ dạng thiên là lão đại địa là lão nhị ta là lão tam nhưng vị công tử trẻ tuổi anh tuấn này còn có thực lực cường đại lại làm người bình dị dễ gần người giang hồ như vậy quá ít vốn nữ ngư dân không quá hướng tới giang hồ hôm nay nhìn thấy tô tín đại phát thần uy liền có tâm tư muốn học võ có xúc động muốn bước vào giang hồ lúc này trên thuyền hoa có tiếng kinh hô vang lên Hiển nhiên bọn họ còn không nghĩ tới có người đánh thuyền hoa dừng lại và đẩy nó lui về phía sau. Tô Tín dọc theo thân thuyền nhảy lên thuyền hoa, hắn lạnh lùng nhìn người trên thuyền. Trên thuyền có mười mấy tên võ giả, tất cả mặc cẩm y, cách ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Trừ những võ giả này ra còn có hơn 20 tên ca cơ, tất cả đều có dáng người uyển chuyển khí chất bất phàm, thanh lâu tầm thường không thể có ca cơ như vậy. Tô Tín nhảy lên đầu thuyền, khắc y cầm kiếm mang theo khí chất lạnh lùng bao phủ toàn bộ thuyền hoa. Trên thuyền hoa có một tên công tử quát lớn, lớn mật. Ngươi là người phương nào? Chưa được chúng ta cho phép liền leo lên thuyền hoa, cút xuống cho ta. Tô Tín cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi suýt đụng thuyền của ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Còn nữa, nhớ rõ kiếp sau miệng lưỡi sạch sẽ một chút. Vừa dứt lời, Tô Tín thi triển huyết hà thần chỉ, tơ máu như sợi tơ bay tới trước mặt người trẻ tuổi, lập tức làm đám ca cơ thét lên, Mặc dù công tử trẻ tuổi có tu vi Tiên Thiên Khí Hải cảnh nhưng huyết hà thần chỉ của Tô Tín có tốc độ quá nhanh quá hung, thậm chí hắn không thể tránh né, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thì huyết hà thần chỉ đã tới trước người. Lúc này bên cạnh có tên thanh niên trẻ tuổi rút kiếm chém ra, kiếm quang như một dòng sông đánh nát huyết chỉ bay tới. Cho dù như thế người này cũng bị lực lượng huyết hà thần chỉ đánh lui vài bước mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người chung quanh lập tức kinh hãi không nhỏ, ánh mắt nhìn Tô Tín biến hóa đám người bọn họ đều là thế hệ trẻ thế lực bản địa và tông môn tại giang nam đạo bởi vì giang nam hội cho nên cùng tụ tập trèo thuyền du ngoạn thuận tiện tiếp đãi những đồng đạo giang hồ tên trẻ tuổi khẩu xuất cuồng môn với tô tín là đệ tử hàn gia hắn tên là hàn thành người xuất thủ ngăn cản huyết hà thần chỉ của tô tín càng khó lường hắn tên là bùi ngạn quân là đệ tử đại phái tinh nguyệt tông tại giang nam đạo sư phụ hắn là tông chủ tinh nguyệt tông là hóa thần cảnh võ đạo tông sư duy nhất của tinh nguyệt tông hắn vốn có thực lực linh khiếu cảnh hơn nữa còn bài danh 78 trên nhân bảng. Có thể nói Bùi Ngạn Quân thực lực mạnh nhất trong đám người nơi đây, thân phận địa vị cũng cao nhất, hơn nữa lúc này bọn họ tổ chức du ngoạn và ăn uống trên thuyền hoa cũng là hắn chủ động liên hệ. Hiện tại đứng vị trí 78 nhân bảng như Bùi Ngạn Quân vì tiếp một kích tiện tay của đối phương còn bị phản chấn lui lại, thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Sắc mặt Bùi Ngạn Quân lúc này ngưng trọng, một chỉ vừa rồi chỉ là một kích tiện tay nhưng hắn cũng có nhận thức mới về thực lực của Tô Tín người trước mặt tuyệt đối là võ giả nhân bảng hơn nữa bài danh tuyệt đối còn cao hơn hắn nhiều vừa rồi đối phương chỉ dùng một kích tiện tay mà thôi bản thân mình phải xuất kiếm toàn lực kết quả bản thân mình bị phản chấn lui lại vài bước hiện tại cánh tay còn đang run rẩy a à. nhìn thấy thực lực tô tín như vậy hàn gia hàn thành và những người khác không nói ra lời có ít người thậm chí lườm hàn thành bởi vì gia hỏa này tự tìm việc cho mình vì thu ca cơ vui vẻ liền ra lệnh thuyền hoa đụng thuyền buồm nhỏ kết quả hiện tại tốt rồi, tự dước lấy phiền toái. Bùi ngạn quân hít sâu một hơi, thu hồi trường kiếm và chắp tay nói với Tô Tín, xin lỗi vị huynh đài này, đám người tại hạ không cố ý đụng thuyền buồm, nếu như có mạo phạm kính xin huynh đài thứ lỗi. Không biết tôn tính đại danh, có thể hãnh diện nhập tỏa uống một chén. Xem như chúng ta bồi tội huynh đài, chương 314 xung đột 2, thân là cường giả nhân bảng, bùi ngạn quân nổi danh không phải thực lực của hắn, mà là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giao du rộng lớn toàn bộ giang nam đạo tông môn nổi danh không một trăm cũng tám mươi tinh nguyệt tông hắn chỉ có một võ giả hóa thần cảnh cao hơn nữa cũng chỉ đứng hàng trung bình mà thôi tỉ như lang khâu hàn gia có tới ba võ giả hóa thần cảnh thực lực vượt qua tinh nguyệt tông nhưng nhiều người như vậy thế lực sau lưng còn mạnh hơn bùi ngạn quân nhưng lại rất nghe theo lời hắn bùi ngạn quân dựa vào thủ đoạn mạnh bạo vì tiền trước mắt hắn nhìn thấy thực lực tô tín thâm bất khả chắc bài danh nhân bảng hơn xa mình nếu thật phát sinh xung đột với đối phương thắng bại hai bên còn không biết. Huống hồ bọn họ lần này trèo thuyền du ngoạn hồ chính là vì nghinh đón đồng đạo võ lâm, kết giao với nhau một phen, có phần nhân tình như vậy, tương lai nói không chừng sẽ có lúc dùng tới. Hiện tại thực lực người trước mắt mạnh như thế, đây là đối tượng phỉa kết giao, bùi ngạn quân có thể buông tha sao. Một câu liền hóa thù thành bạn, lại tìm được cái cớ không tồi, lúc này mọi người cảm thán bùi huynh quả nhiên giỏi giao du, khó trách có nhiều bằng hữu tại giang nam đạo như vậy. Tô tín lúc này cười lạnh chào phúng, bọn chúng thật sự cho rằng hắn không nghe thấy tiếng cười nói trên thuyền hoa lúc nãy hay sao. Tô Tín cũng lười rong dài với đối phương, hắn nói thẳng, tại hạ Tô Tín, rượu này không uống cũng được, về phần bồi tội nha, các người muốn bồi tội cái gì thì ta tiếp hết. Ánh mắt Tô Tín đảo qua những người này, lập tức làm bọn họ giận dữ, người này cũng quá mức không biết tốt xấu rồi. Bùi ngạn quân chỉ tìm cho người bậc thang hạ đài thôi, cũng bày tư thái rất đủ, người còn không nhận lấy còn muốn uống rượu phạt, nhưng lúc này Bùi Ngạn Quân không kịp tức giận, hắn nhớ tới cái gì đó liền cả kinh kêu lên, "Tô Tín. Ngươi là Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín bài danh 22 nhân bảng." Lời này toàn trường sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng nam tử áo đen trước mắt chính là người top 30 nhân bảng. Nhân bảng có 108 bài danh, người trong top 30 nhân bảng và những bài danh phía sau là hai thế giới. Tô Tín giống như cười mà không phải cười nói, "Như thế nào, Bùi huynh hiện tại còn muốn mời ta uống rượu không?" Bùi ngạn quân vội vàng xấu hổ lắc đầu, hắn không dám đùa nghịch tiểu thông minh. Hiện tại cho dù Tô Tín muốn uống rượu du hồ với bọn họ, đoán chừng bùi ngạn quân cũng chối từ, không chỉ có hắn, Tô Tín thanh danh không tốt lắm, hơn nữa làm người quá nguy hiểm. Top 30 nhân bảng đều bị người võ lâm nghiên cứu tỉ mỉ, Tô Tín tự nhiên cũng bị nghiên cứu kỹ càng. Việc hắn làm người ta lên án nhất không phải giết Phương Đông Đình, mà là hắn diệt toàn bộ trúc gia trang. Trên giang hồ có quy củ giang hồ, động cái là diệt cả nhà người ta, hành vi này trừ người ma đạo ra, người bình thường sẽ rất ít làm, tất cả mọi người thừa hành chuẩn tắc làm người lưu một đường, ngày sau dễ tương kiến, có rất ít người như Tô Tín, trực tiếp giết đến tận nhà và đổ sát sạch sẽ. Bọn họ là đệ tử xuất thân danh môn chính phái, nếu như lăn lộn chung với gia hỏa thanh danh xấu xa như Tô Tín, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Huống hồ Tô Tín làm người lệ khí quá nặng, đây là nguyên nhân bùi ngạn quân không muốn tiếp tục trêu chọc hắn vừa rồi hắn cảm giác tô tín sử dụng huyết hà thần chỉ tấn công hàn thành có uy lực quá mạnh lúc trước hắn còn cảm thấy tô tín tùy tiện ra tay kết quả không có tận lực khống chế lực đạo bản thân hiện tại biết rõ thân phận tô tín thì hắn hiểu ra tô tín không phải không khống chế lực đạo bản thân hắn căn bản cũng không có đi khống chế hắn muốn chu sát hàn thành tại chỗ hắn đã thử qua uy lực huyết hà thần chỉ hàn thành tuyệt đối không có cơ hội ngăn cản nếu không có hắn ra tay hôm nay hàn thành đã không thấy mặt trời ngày mai đối với gia hỏa một lời không hợp liền ra tay giết người mọi người chỉ có thể đứng xa mà nhìn tô tín vụng trộm cười lạnh một tiếng xem ra thanh danh của mình trên giang hồ không được tốt lắm hắn cũng không muốn nói nhảm với đám người này cho nên hắn quay người muốn rời thuyền vào lúc này có giọng nói lạnh lùng vang lên không hổ võ giả xuất thân nam man tiểu địa không hiểu một chút cấp bậc lễ nghĩa gì cả bùi huynh mời ngươi uống rượu là cho ngươi mặt mũi nhưng ngươi lại cho mặt không biết xấu hổ thì chính là ngươi không biết tốt xấu nghe xong lời này bùi ngạn quân ngây người thật vất vả mới đuổi sát thần này đi kẻ nào can thiệp vào chuyện này làm gì mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong phòng nhỏ thuyền hoa có một người trẻ tuổi áo trắng may kiếm mắt sáng hai mắt mang theo lạnh lùng nhìn về phía tô tín ánh mắt hắn đầy cừu thị tô tín vừa chuẩn bị đi dừng bước lại hắn khó hiểu nhìn sang tên thanh niên kia tô tín cam đoan mình tuyệt đối không biết người này tại sao hắn nhắm vào mình thật có lỗi tại hạ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cái gì đó nhưng bỗng nhiên xuất hiện a miêu a à cẩu sủa loạn tại nơi này chẳng phải càng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay sao người trẻ tuổi lạnh lùng nói tô tín nơi này không phải nam man tiểu địa cho phép người hung hăng càn quấy nơi này là võ lâm trung nguyên là giang nam đạo cho dù người đứng thứ 22 nhân bảng cũng không có tư cách hung hăng càn quấy tại nơi này chương 315 võ thám hoa lý trần phong một người trên thuyền hoa cơ bản đều nhìn ra người này căn bản nhắm vào tô tín Bùi ngạn quân vội vàng kéo hắn và nói, Lý Huynh, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, tất cả mọi người đã nói qua rồi, người không nên nghiêm túc như vây. Bùi ngạn quân cũng nói với Tô Tín, Tô Huynh, vị này chính là lũng Tây Lý Gia Lý Trần Phong, đồng thời cũng là vũ thám hoa đại chu Vương Triều, nói tới Lý Huynh có duyên với Tô Huynh A, người đứng bài danh 22 nhân bảng, mà Lý Huynh lại đứng 23 nhân bảng. Lại nói đến một nửa, bùi ngạn quân lập rừng nói, vẻ mặt hắn xấu hổ, Hiện tại hắn kịp phản ứng vì cái gì Lý Trần Phong chưa từng tiếp xúc với Tô Tín nhưng vẫn nhầm vào Tô Tín. Từ xưa tới nay cạn tranh nhân bảng đều rất tàn khốc, đạp lên người khác thượng vị chính là cách làm tốt nhất. Bùi ngạn quân xếp thứ 78 nhân bảng thuộc về tầng dưới chót, cho dù so với Tô Tín hay Lý Trần Phong đều có tranh lệch rất lớn, cho nên hắn không có hy vọng xa vời đánh thắng hai vị này thượng vị, cho nên biểu hắn mới không có tỏ ra hung hăng càn quấy. Nhưng Lý Trần Phong lại không giống, hắn cách Tô Tín chỉ một vị trí mà thôi huống hồ vị trí của tô tín hiện tại vốn thuộc về lý trần phong lần trước tô tín tránh được giác nghiêm đuổi giết không nghĩ tới nhân bảng lại tăng hắn lên một vị trí trực đẩy lý trần phong về phía sau việc này làm lý trần phong thập phần không cam lòng hơn nữa trong nội tâm lý trần phong biệt khuất còn không chỉ như vậy hắn giảm xuống một vị trí đó là vì các thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt khác đều cho rằng lý trần phong hắn lên được nhân bảng chỉ nhờ vào quan hệ cho nên hắn mới dễ dàng bị tô tín đá xuống nói lại, nguyên nhân là do Lý Trần Phong đứng vị trí 23 nhân bảng nhưng nhiều người đều trào phúng hắn không có năng lực. Lý Trần Phong chính là đệ tử Lũng Tây Lý Thị, Lũng Tây Lý Thị không thuộc lục đại thế gia nhưng cũng là đại thế gia số một số 2 tại Trung Nguyên. Hơn nữa Lũng Tây Lý Thị có quan hệ không tệ với Đại Chu Vương Triều, bản thân Lý Thị cũng là thế gia giang hồ hai mặt hợp ý đều không đắc tội. Đại Chu Vương Triều mỗi 3 năm tổ chức thi văn và thi võ, thi võ chính là khoa cử, chia làm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Võ hội của Đại Chu Vương triều võ chỉ nhắm vào một ít vương công quý tộc trong Đại Chu Vương triều và một ít võ giả tán tu. Nhưng lần trước Đại Chu Vương triều mở võ hội có ý tưởng đột phát, một ít thế gia tông môn võ lâm thân cận Đại Chu Vương triều đều có thể tới tham gia khoa cử. Lý Trần Phong trong lần võ hội này trổ hết tài năng, một lần hành động đoạt được vị trí Vũ Thám Hoa. Bởi vì nhân bảng là thuộc về giang hồ, Vũ Trạng Nguyên và Vũ Thám Hoa là quý tộc hậu duệ Đại Chu Vương triều cho nên không đứng hàng nhân bảng. Lý Trần Phong xuất thân lũng Tây Lý Thị lại tiến vào nhân bảng, bằng vào vị trí vũ thám hoa của hắn đứng vị trí 23 nhân bảng. Nhưng việc này có rất nhiều người không phục, cho rằng Lý Trần Phong thuần. Túy dựa vào thân phận vũ thám hoa mới có thể đứng vị trí 23 nhân bảng, hắn thuần túy chính là đền thờ bị đại chu vương triều đình đẩy ra. Bởi vì với thực lực Lý Trần Phong xếp thứ 23 nhân bảng, như vậy vũ trạng nguyên và vũ bảng nhãn đều có thể đứng top 10 hay sao? Tất cả là do đại chu vương triều khoe khoang thực lực mà thôi cho nên lý trần phong bị gọi là võ giả nhân bảng phóng nước lớn nhất từ xưa tới nay việc này cũng làm lý trần phong tức giận không thôi tô tín chẳng qua chỉ tránh được cường giả nguyên thần cảnh đuổi giết liền đạp hắn xuống việc này làm lý trần phong càng thêm không phục bùi ngạn quân mời hắn đến du hồ lý trần phong bởi vì tâm tình không tốt liền đáp ứng hắn chỉ muốn giải sầu mà thôi không nghĩ tới nửa đường đụng phải tô tín hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này lý trần phong đẩy bùi ngạn quân cười lạnh nói, bài danh 22 nhân bảng, hắn cũng xứng sao. Bị người đuổi giết như chó nhà có tang cũng có thể lên nhân bảng, quả thực chính là chê cười. Cũng không biết đầu óc đám người lục phiến môn có phải bị lừa đá hay không, loại chuyện này cũng có thể làm ra được. Ánh mắt tô tín lạnh lẽo, chó nhà có tang. Ha ha, nói nhiều như vậy, người không phải là không phục khi bị ta dẫm dưới chân sao. Vậy thì tốt, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nhìn xem ngươi có thể thắng được chó nhà có tang hay không. Lý Trần Phong cười lớn một tiếng, hắn đang chờ lời này của Tô Tín. Chân khí bao phủ toàn thân, bỗng nhiên thân thể Lý Trần Phong bành trướng, hắn như hung thần hàng lâm, khí tức khắc nghiệt xuất hiện. Có người nhỏ giọng nói, đây là Hỗn Nguyên Kiền Khôn Quyết của Lý gia. Nhìn nó giống công pháp luyện thể a. Tô Tín híp mắt nhìn Lý Trần Phong, thực lực Lý gia gần với lục đại thế gia, Lý gia có công pháp gia truyền cực kỳ thú vị. Hỗn Nguyên Kiền Khôn Quyết có thể dung nạp tất cả chân khí thiên hạ vào trong người và gia trì bản thân điên đảo càn khôn, dung hợp vạn pháp mà bất diệt. Thần dị nhất chính là chân khí của người khác đánh lên người họn họ cũng có một bộ phận có thể bị đồng hóa thậm chí là thu nạp, cuối cùng càng đánh càng mạnh. Tô Tín xem ra cái gọi là hốn nguyên kiền khôn quyết chính là hấp tinh đại pháp hoặc là bắc minh thần công phiên bản bị động. chương 316 Võ Thám Hoa Lý Trần Phong 2 Nhưng võ công này có một nhược điểm, nếu thực lực người cao hơn người động thủ, người còn lấy cái gì đi hấp thu. Lý Trần Phong đánh một quyền, Quyền pháp hung mãnh như ma thần hàng lâm. Một quyền này không có gì ngoài sức tưởng tượng, chỉ dùng lực lượng thuần túy nhất và khu động chân khí toàn thân bộc phát ra ngoài, nếu là người bình thường thi triển sẽ tiêu hao sạch chân khí. Nhưng đối với Lý Gia tu luyện hốn Nguyên Tiền Khôn Quyết mà nói, bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Tô Tín không tránh không né, toàn thân hắn bao phủ trong huyết sắc. Kiếm trong tay hắn đỏ rực, bản thân hắn đỏ rực, đôi mắt như máu. Lúc này kiếm khí như cầu vồng huyết hạ ẩn hiện kiếm quang như biển máu ngập trời ập tới va chạm với quyền phong lý trần phong bộc phát lực trùng kích to lớn âm thanh nổ mạnh vang lên thuyền hoa làm bằng gỗ không thể chịu được chấn động khi hai người giao thủ đầu thuyền hoa vỡ vụn những ca cơ trên thuyền liên tục thét lên thuyền hoa bị tổn thương lớn cho nên nó sẽ chìm trong thời gian ngắn bùi ngạn quân nói một tiếng những võ giả khác khác ôm lấy ca cơ bên cạnh và nhảy lên thuyền may mắn đây là đường sông cách bờ bên cạnh cũng không phải rất xa Người nơi đây chỉ cần chạy lấy đà vài bước là có thể nhảy lên bờ, ngược lại không có ai rơi xuống nước. Lúc này chiến đấu trên thuyền hoa chưa chấm dứt, Tô Tín sử dụng huyết hà thần kiếm oanh kích, Lý Trần Phong kinh hãi phát hiện hỗn nguyên kiền khôn quyết của mình không thể thu nạp kiếm khí của đối phương, ngược lại bị kiếm khí đối phương suy yếu chân khí, lúc này thân thể như ma thần của hắn nhỏ đi một ít. Tô Tín cầm kiếm lao tới, tay trái điểm ra ba chỉ huyết hà thần chỉ, kiếm quang công kích cùng, kiếm quang đỏ rực bao phủ toàn thân Lý Trần Phong, kiếm khí vô tận xé rách chân khí hộ thể của Lý Trần Phong. Hỗn nguyên kiền khôn quyết của hắn đúng là khó chơi, 10 phần chân khí bị hấp thu 5 phần. Nhưng ta ra tay sẽ chỉ dùng 20 phần chân khí thì sao? Hỗn nguyên kiền khôn quyết của người có thể hấp thu không? Tô tín am hiểu chính là dùng lực lượng cường đại đè người, công pháp có sức bật cực lớn. Tay phải sử dụng kiếm quang đáng sợ, tay trái dùng chỉ kinh liên phát, hỗn nguyên kiền khôn quyết trên người lý trần phong hình thành chân khí bảo vệ nhưng hắn không khác gì thùng nước nhỏ đã bị đổ đầy nước ngay sau đó thùng nước nổ tung oanh hai tay lý trần phong kết xuất ấn pháp bảo hộ kiếm quang huyết hà thần kiếm chém lên liền bị tiêu hao đại bộ phận uy lực ấn pháp cũng sụp đổ lý trần phong lui ba bước và miệng phun máu tươi không chờ hắn bắt đầu phòng ngự lần nữa thân ảnh tô tín như gió trong nháy mắt hắn tới trước mặt lý trần phong và đá một cước như cuồng phong ngay sau đó là liên kích hơn 10 cước đá Lý Trần Phong bay xuống hồ. Hai người bọn họ giao thủ cũng làm kinh động không ít võ giả chung quanh. Nhìn thấy Tô Tín dễ dàng đánh bại Lý Trần Phong như vậy, trực tiếp đá Lý Trần Phong xuống hồ, đám võ giả vây xem sợ hãi thán phục. Một số ít nói Tô Tín thực lực cường đại như thế nào, đại bộ phận lại nói Lý Trần Phong phế vật cỡ nào, quả nhiên là võ giả phóng nước lớn nhất trong lịch sử nhân bảng, bị Tô Tín đánh bại dễ dàng như thế. Lý Trần Phong rơi xuống hồ trồi lên lần nữa, hắn không nói nhảm câu nào liền quay người rời đi. Vừa rồi Tô Tín làm hắn bị thương nhưng lý ra tu luyện hốn nguyên kiền khôn quyết có thể dung nạp vô số tràn khí dị trùng tôi luyện thân thể, cho nên cường độ thân thể hắn chúng hơn 10 phong thần thối của Tô Tín chỉ bị thương nhẹ mà thôi, cũng không có vết thương nghiêm trọng trên người. Lý Trần Phong lại không gánh nổi mất mặt như hiện tại. Trước kia hắn bị người ta nói là kẻ phóng nước trên nhân bảng, hiện tại hắn bị Tô Tín đánh bại dễ dàng càng nghiệm chứng cách nói này. Tô Tín nhẹ nhàng nhảy lên bờ hồ, thuyền hoa kia dần dần chìm xuống và biến mất trong nước. Sau khi giao thủ một phen, Tô Tín cũng cảm giác thực lực Lý Trần Phong phóng nước quá lớn. Dùng thực lực của hắn đừng nói là đứng vị trí 23 nhân bảng, chỉ sợ hắn còn không thể lọt vào top 30 nhân bảng. Chỉ sợ đúng như những người khác suy đoán, Lý Trần Phong chỉ là đền thờ do. Đại Chu Vương chiều dựng lên mà thôi, chính là vì muốn làm nổi bật vũ trạng nguyên và vũ bãng nhãn mạnh cỡ nào. Danh hiệu của hắn là Vũ Thám Hoa, hiện tại xem ra danh hiệu này có ý nghĩa mai lớn hơn. Bùi Ngạn Quân chắp tay nói với Tô Tín, "Chuyện hôm nay xin Tô huynh đừng để trong lòng, Lý huynh chỉ xúc động tức giận mà thôi, nếu như Tô huynh có thể hãnh diện, không bằng theo chúng ta đi Thiên Phong lâu trong Giang Nam phủ uống một chén chứ?" Tô Tín nhìn Bùi Ngạn Quân, trong lòng cười lạnh không thôi, người này nói hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền còn không bằng nói hắn hai mặt, nếu ai thâm giao với hắn chỉ sợ sẽ bị bán mà không biết. Vừa rồi bởi vì thân phận của mình nên không muốn tiếp xúc quá nhiều, hiện tại nhìn thấy thực lực của chính mình liền mời đi uống rượu, cũng không biết hắn đánh chủ ý gì. chương 317 bài danh nhân bảng 1, với loại người như Bùi Ngạn Quân, Tô Tín cũng chẳng muốn lá mặt lá trái với hắn, chỉ cười lạnh hai tiếng sau đó xoay người ơ ơi đi. Một tên võ giả đi theo đám người Bùi Ngạn Quân liền khinh thường nói, quả nhiên là người đi ra từ nơi nhỏ bé như Tương Nam, không biết cấp bậc lễ nghĩa, Bùi huynh hai ba lần mời hắn, hắn lại không hiểu tốt xấu lập tức cự tuyệt. Sắc mặt bùi ngạn quân lúc này âm trầm, hắn rất ẩn nhẫn nhưng tô tín hai lần ba phen làm hắn mất mặt, cho dù hắn ẩn nhẫn cũng không nhịn được. Thời điểm này bọn họ gây ra động tĩnh lớn như thế, cách bọn họ vài dặm có một thuyền hoa xinh đẹp quý khí, một công tử trẻ tuổi cầm kính viễn vọng trong tay quan sát những gì diễn ra vừa rồi. Công tử trẻ tuổi à quần áo trắng, dung mạo tuấn lãng, khóe miệng luôn nở nụ cười nhạt và mang theo một chút tự tin, hoặc có thể nói hắn tự phụ mới đúng. Kính thiên lý mang tới từ Tây Vực thật thú vị, cách xa nhau vài dặm vẫn có thể nhìn rõ như thế, hoàn toàn không kém gì bí pháp thông thiên nhãn của Phật Môn, nếu như có thể sản xuất số lượng lớn, thời điểm hành quân tác chiến nhất định có thể liệu địch tiên cơ, làm ít công nhiều. Sau lưng hắn có một thị nữ cười nói, suy nghĩ của công tử thật hão huyền, kính thiên lý này là món đồ một tông sư ở Tây Vực dùng thời gian vài năm chế tạo thành, trong đó mài hư 10 cân bảo thạch mới làm ra được, làm sao có thể sản xuất trong quân được chứ? Công tử trẻ tuổi lắc đầu, nói, vì sao không thể sản xuất số nhiều? Cầm nhi, phải biết võ giả quan trọng nhất là phải tưởng tượng, thế gian vạn vật không có gì là không thể nào, nếu không võ đạo cũng không phồn hoa như thế. Thị nữ cầm nhi le lưỡi sau lưng công tử, nàng biết rõ công tử không phải nói nàng, nàng lại biết trong thiên hạ không có ấy người có thể như công tử. Bởi vì công tử của nàng tên là Chư Cắt Thanh Thiên, bài danh thứ 10 nhân bảng, trí kế kinh tiên Chư Cắt Thanh Thiên người khác leo lên nhân bảng người ngoài nghĩ tới đầu tiên là thực lực mà chư cát thanh thiên không giống ai nói tới hắn đều nói hắn mưu trí siêu quần chư cát thanh thiên xuất thân chư cát thị trong lục đại thế gia chư cát thị có quan hệ mật thiết với đại chu vương triều phải nói chư cát thị có quan hệ mật thiết với các hành vi thay triều đổi đại trong trung nguyên trên là bá chủ thiên hạ dưới là tiểu quan lại các châu phủ những địa phương này đều có thể nhìn thấy bóng dáng chư cát thị có thể nói chư cát gia là thế lực võ lâm duy nhất không dựa vào vũ lực nổi danh Người chư các thị cho dù chỉ quốc luận đạo hay tâm kế mưu trí đều không kém, với tư cách là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của chư các thị thế hệ này, chư các thanh thiên đã phát huy diểm này tới cực hạn. Mười năm trước hắn vừa tới tuổi trưởng thành liền làm tham tán dưới trướng Tây Lương Đạo hạnh quân đại tổng quản bàn về việc quân cơ, giúp bình định Tây Lương Đạo, hắn dùng cái miệng gây xích mích làm dị tộc Tây Lương tàn sát lẫn nhau, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng lại bố trí sát cục, một trận chiến chôn giết mấy chục vạn dị tộc Tây Lương, từ đó dị tộc Tây Lương muốn đi theo kim chướng Hán Quốc tiến công Trung Nguyên cũng triệt để trung thực. Về sau chư các thanh thiên được đặt danh hiệu trí kế kinh tiên. Thế nhân chỉ biết chư các thanh thiên có tu vi tiên thiên thần cung cảnh, từ khi hắn xuất đạo tới nay chưa từng giao thủ với ai nhưng vẫn đứng thứ 10 nhân bảng, cả giang hồ không ai dị nghị. Cầm kính thiên lý nhìn đám người tô tín đánh nhau trên thuyền hoa, chư các thanh thiên lẩm bẩm nói, huyết kiếm thần chỉ tô tín bài danh 22 nhân bảng, trên người hắn có không ít bí mật, có thể từ tán tu không su dính túi bỏ lên vị trí 22 nhân bảng trong thời gian hơn 2 năm, ta không tin hắn chỉ dựa vào mình mà làm được. Bích nhãn phi long địch kinh phi chỉ có một, cả giang hồ trong trăm năm sau khó xuất hiện người thứ hai. Người cũng xem như không may, vậy mà bị giang nam hội năm nay mời, giang nam hội năm nay không bình an a à. Đại bộ phận những cường giả nhân bảng trước 20 đều nghe được tiếng gió, đạo si lâm trường hà thứ nhất lại đi bế sinh tử quan, kiếm công tử hà hưu thứ hai còn ngộ kiếm ý, hỏa vực ma thần diễn na la thứ tư không có lấy cớ nhưng cho dù tiêu ra hay là triều đình cũng khó phát thiệp mời cho hắn thị nữ cẩm nhi hiếu kỳ nói vì cái gì công tử ngươi lại tới đây lần này ngài không phải nói tam công tử thành bạch đế mời ngươi đi giám định tam nhân kiếm điển thượng cổ hay sao vì sao ngài lại tới giang nam hội Chưa các thanh thiên lắc đầu người trong giang hồ thân bất do so kỷ có người muốn tính toán ngươi người trốn cũng trốn không khỏi cẩm nhi lắc đầu nàng cảm thấy công tử là người thông minh nhất trên đời có ai còn có thể tính toán hắn chứ? Trư Cát Thanh Thiên mỉm cười, hắn bắt đầu chơi đùa kính thiên lý trong tay lúc này trời đã tối, Tô Tín tùy tiện tìm tử quán ăn cơm chiều. Giang Nam hội sẽ bắt đầu vào nửa tháng sau, Tô Tín có rất nhiều thời gian du lãm Giang Nam phủ một phen. Sáng ngày thứ hai, Tô Tín liền đứng dậy đi tới thiên phong lâu của Giang Nam phủ. Giống như Thịnh Long Lâu là tử quán lớn nhất thường Ninh Phủ, Thiên Phong Lâu cũng là tử quán lớn nhất Giang Nam Phủ. Hơn nữa Thiên Phong Lâu không chiêu đãi người bình thường, nó chiêu đãi võ giả. Thiên Phong lâu cùng sở hữu 9 tầng, 3 tầng trước có tu vi hậu thiên có thể đi vào, 3 tầng giữa tiên thiên có thể đi vào. Về phần 3 tầng sau không mở ra với bên ngoài, chính là phòng khách quý chuyên cung cấp một ít cường giả nhân bảng và cao thủ nổi danh trên giang hồ vào ở. Tô Tín đứng vị trí 22 nhân bảng, kỳ thật hắn cũng có tư cách đi vào phòng khách quý nhưng Tô Tín ngại phiền toái, hắn cũng không muốn đánh quan hệ gì với lão bản Thiên Phong lâu, liền tùy ý vào tầng thứ tư ngồi xuống. Tô Tín vừa ngồi xuống liền hấp dẫn ánh mắt người khác. Không có biện pháp, Tô Tín đứng vị trí 22 nhân bảng nhưng hắn lần đầu tiên chính thức xuất hiện tại Trung Nguyên. chương 318 bài danh nhân bảng 2, huống hồ Tô Tín xuất hiện lần đầu tiên biểu hiện vô cùng kinh diễm, hắn đánh vũ thám hoa lý Trần Phong bài danh 23 nhân bảng rơi xuống nước, làm đối phương mất mặt không nhỏ. Trong thiên phong lâu, trên một mặt phách tường có bài danh nhân bảng. Thời điểm tại tương Nam Tô Tín chỉ xem bài danh nhân bảng một lần tại Thành Thương Sơn, về sau hắn chỉ nghe người ta nói, cả năm qua không xem, ngay cả top 10 nhân bảng cũng thay đổi vài lần. Hiện tại bài danh nhân bảng theo thứ tự là, một trong đạo môn tứ tông, thái nhất đạo môn đạo si lâm trường hà đứng thứ nhất. Một trong cầm kiếm ngũ phái danh kiếm sơn trang kiếm công tử hà hưu đứng thứ hai. Một trong lục đại thế gia, giang nam tiêu thị tiểu an hầu tiêu hoàng đứng thứ ba. Tây vực 36 nước, hỏa vực ma thần diễn na là đứng thứ tư. Một trong đạo môn tứ tông, tạo hóa đạo môn xích tùng chân nhân phong lâm tử đứng thứ năm xuất thân môn phái nhỏ la thiên tông đại la thiên đao trần kính đứng thứ sáu một trong cửu ngục tà ma huyễn ma đạo thiên diện ma nữ duẫn tịch tuyết đứng thứ bảy xuất thân đông tấn triều đình thất sát thương diêm đông thần đứng thứ 8. xuất thân tán tu đoạn ngọc thủ nhạc thanh bình đứng thứ 9. một trong lục đại thế gia lang gia chưa cắt thị trí kế kinh tiên chưa cắt thanh thiên đứng thứ 10. Một trong cầm kiếm ngũ phái dịch kiếm môn cửu kiếp Việt nữ tạ chỉ yến đứng thứ 11. Một trong cầm kiếm ngũ phái kiếm thần Sơn vô song kiếm lâm cửu đứng thứ 12. Một trong cửu ngục tà ma thiên ma cung xích nguyệt nhân ma tả phong đứng thứ 13. Một trong Phật môn tam tự thiếu lâm tự bồ đề tăng minh huệ đứng thứ 14. Một trong tà đạo bát môn xuyên trung đường môn thiên thủ diêm la đường sâm đứng thứ 15. Một trong cầm kiếm năm phái ba thuộc kiếm các bách luyện thành kiếm hoàng tỷ đứng thứ 16. Một trong lục đại thế gia tả quận vương thị hạo nhiên kiếm khí vương thế phong đứng thứ 17 xuất thân tán tu đao kiếm song tuyệt trầm tấn đứng thứ 18. Đông tấn tống ra ngũ tuyệt kiếm tống tam si đứng thứ 19. Một trong đạo môn tứ tông long hổ đạo môn phong vân thủ phùng tử trùng đứng thứ 20. Một trong thiên hạ thất bang thất hùng hội trấn đông các phu phong đứng thứ 21. Xuất thân tán tu, huyết kiếm thần chỉ tô tín đứng thứ 22. Lũng tây lý thị phố thám hoa lý trần phong đứng thứ 23. Tô tín nhìn tới chỗ lý trần phong liền không xem tiếp, dù sao người sau đó không mạnh hơn mình, hoàn toàn không cần phải biết. 23 bài danh nhân bảng chính thế hệ trẻ manh nhất giang hồ, Tô Tín cảm thấy không công bằng. Trong thế hệ trẻ tuổi thế hệ này, Lục Đại Thế gia, cầm kiếm Ngũ phái và đạo môn tứ tông có quá nhiều người, đặc biệt là cầm kiếm Ngũ phái, năm nhà này trừ Thanh Thành kiếm phái ra, bốn nhà còn lại đều có võ giả đứng trong top 20. Làm cho Tô Tín kinh ngạc là Tạ Chỉ Yến tiến bộ không chậm hơn hắn, bây giờ đã nhảy lên vị trí 11 nhân bảng. Mà Phật môn Tam tự Khôi thủ Phật môn là Thiếu Lâm tự chỉ có một tăng nhân vào bảng, thậm chí còn không tiến vào top 10, việc này làm Tô Tín suy nghĩ sâu xa. Dù sao Tô Tín xem ra, Thiếu Lâm tự đã có xu thế suy sụp. Vốn bởi vì tạo hóa đạo môn quật khởi, Thiếu Lâm tự cũng bị áp một đầu. Thật vất vả có một phương trưởng dũng mãnh cấp tiến thượng vị, kết quả còn không có ngồi quá lâu đã bị kéo xuống, Thiếu Lâm tự lại hồi phục trạng thái lúc trước, làm cho đệ tử trong chùa rơi vào thời kỳ giáp hạt, thế hệ trẻ bị áp một đầu là bình thường. Thiếu lâm tự thanh quy giới luật không phải người bình thường có thể thừa nhận được, còn muốn gia nhập thiếu lâm tự, đầu tiên phải học kinh Phật trước sau đó mới học võ công. Phương thức này làm căn cơ võ học của đệ tử đích truyền thiếu lâm vô cùng kiên cố nhưng đồng thời tốc độ bồi dưỡng đệ tử sẽ chậm hơn các môn phái khác gấp mấy lần, những người muốn gia nhập thiếu lâm tự cũng chùn bước vì khuyết điểm này. Nhân bảng trước 20 có ít tán tu, cũng chỉ có hai người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được sau lưng không có thế lực ủng hộ, muốn dựa vào thực lực bản thân tiến vào nhân bảng khó khăn cỡ nào chương 319 con ruồi đáng ghét một Đối với võ giả xuất thân nhân bảng trước 20, Tô Tín cẩn thận phân tích một phen, cuối cùng hắn lắc đầu cho ra kết luận. Với cầm kiếm ngũ phái là thế lực giang hồ uy tín lâu năm, cho dù cao thủ hàng đầu hay đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất đều không chê vào đâu được. Ví dụ thế lực khác như tà đạo bát môn hoặc là thiên hạ thất bang. Đại bộ phận nội tình nông cạn, chỉ có thất hùng hội cùng xuyên chung đường môn là có người tiến vào top 20 nhân bảng. Tô Tín lắc đầu, không có lại đi chú ý nhân bảng, hắn bảo tiểu nhị bưng rượu thịt lên nếu thiên phong lâu là tử quán như vậy sẽ có người tới đây ăn cơm nếu thiên phong lâu không có mấy thứ gì ngon mang ra cũng không hấp dẫn nhiều võ giả như vậy cuối cùng thậm chí biến thành tử quán lớn nhất giang nam phủ ví dụ như thiên phong lâu có món ăn chiêu bài là cá trích bạc cá trích nhiều gai nhưng đầu bếp thiên phong chính là cao thủ dùng đao có thể lấy tất cả gai của cá ra mà không ảnh hưởng tới chỉnh thể con cá chỉ lưu lại vết đao mỏng cắt vào thịt lại cho vào canh loãng đun sôi, đợi đến lúc mang lên bàn vẫn có hình dạng cá trích. Món ăn này chỉ có số lượng 100, tô tín tới sớm, nếu không hắn cũng không ăn được món này. Trong thiên phong lâu trừ võ giả bản địa giang nam ra, gia, còn có bánh thịt dê, thịt ngựa mạc bắc nướng. Có hơn trăm món ăn đặc sắc, tô tín lên lầu tùy ý ngồi vào một bàn, hiện tại đồ ăn vừa bưng lên, hắn vừa mới hưởng dụng một phen liền nhìn thấy có võ gia cầm kiếm trực tiếp đi tới chỗ tô tín. Tô công tử, tại hạ tĩnh châu lưu thiên nguyên, muốn lãnh giáo tô công tử một phen tên võ giả này trực tiếp ôm quyền nói tô tín đặt đũa xuống vẻ mặt kinh ngạc nhìn người này người xác định ngươi nói lời này với ta thực lực lưu thiên nguyên chỉ mới đột phá linh khiếu cảnh đoán chừng hắn chỉ mới đả thông nhãn khiếu còn dám tới khiêu chiến hắn một tên tiểu bối không có danh tiếng muốn tới khiêu chiến võ giả nhân bảng như hắn còn lãnh giáo dạy hắn thế nào hết lần này tới lần khác lưu thiên nguyên còn gật đầu nói đương nhiên là nói với tô công tử ngươi Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng tập mãi thành thói quen, cũng không có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ không phải mới nhìn thấy chuyện này lần đầu. Tô Tín lúc mới bắt đầu tới đây còn không hiểu những việc như thế, sau khi nhìn vẻ mặt đám người chung quanh, Tô Tín lúc này mới biết ra hỏa này đánh chủ ý gì. Kỳ thật Lưu Thiên Nguyên suy nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ muốn mượn danh khí Tô Tín thượng vị mà thôi. Người trong giang hồ chỉ cầu hai chữ danh lợi, có thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng không có thực lực sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn nhỏ. Đặc biệt là võ giả tán tu hoặc xuất thân thế lực nhỏ. Những võ giả trước mắt không ngu, dùng thực lực của hắn muốn khiêu chiến Tô Tín là chuyện không có phần thắng. Hắn giao thủ với Tô Tín có bại cũng có thể dùng việc này nói khoác, ví dụ như hắn đã giao thủ với cường giả nhân bảng Tô Tín mấy trăm chiêu, đánh thiên hôn địa ám các loại, dù sao Tô Tín cũng không có khả năng phản bác hắn, tự nhiên hắn cũng có thể nổi danh. Loại chuyện này phát sinh không ít, hàng năm giang nam hội có rất nhiều võ giả làm như vậy đối tượng đều là những võ giả nổi danh nhân bảng hoặc có danh tiếng lớn nhưng bọn họ sẽ lựa chọn đối tượng võ giả như tiểu an hầu tiêu hoàng là những người bọn họ không dám động nếu không tiêu ra sẽ trực tiếp ra tay đuổi đám con ruồi này đi võ giả độc hành như tô tín chính là mục tiêu khiêu chiến tốt nhất tô tín đã đoán được ý đồ của hắn cũng không kiên nhẫn nói nhảm nhiều với đối phương tô tín trực tiếp lạnh lùng nói cút đừng quấy giày ta ăn cơm đối với những kẻ muốn mượn danh tiếng hắn thượng vị đương nhiên Tô Tín sẽ không cho hắn như nguyện. Lưu Thiên Nguyên biến sắc, Tô Công Tử, tại hạ thành tâm muốn thỉnh giáo ngươi, chẳng lẽ ngươi đối đãi với đồng đạo Giang Hồ như thế? Hay là ngươi sợ không dám tỉ thí? Nghe được Lưu Thiên Nguyên nói như thế, Tô Tín giận quá hóa cười. Thủ đoạn của người đúng là không ít, đều là nói những lời đường hoàng, thỉnh giáo không thành liền bắt đầu khích tướng. Tô Tín không âm chiến thì đoán chừng hôm sau trên giang hồ nói rằng Tô Tín sợ hắn không dám ứng chiến các loại. Để đũa xuống, Tô Tín đứng lên nói, vậy thì tốt, người đã đã muốn chiến thì ta thành toàn ngươi, hy vọng ngươi không hối hận mới tốt. Lưu Thiên Nguyên lập tức vui mừng, hắn rút kiếm bên hông ra và nói, vậy thì mời Tô Công Tử chỉ giáo. chương 320 con ruồi đáng ghét hai, nói xong hắn còn muốn tấn công, vừa định đâm vào chỗ yếu hại của Tô Tín, chỉ thấy thân thể Tô Tín biến thành cuồng phong biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đá ra một cước xé rách cuồng phong chung quanh, tiếng nổ lớn vang lên, lưu thiên nguyên trực tiếp kêu thảm một tiếng và bay ra xa ngược lõm xuống một khối lớn hắn lăn xuống lầu ba liền tuyệt khí hiển nhiên không sống nổi ánh mắt người trong lầu ba và lầu bốn thiên phong lâu đều nhìn lên người tô tín phần đông võ giả đều âm thầm nuốt nước bọt tô tín cũng quá hung ác rồi vậy mà trực tiếp một cước đá chết một tên võ giả linh khiếu cảnh phải biết rằng hàng năm trong giang nam hội có không ít võ giả tới khiêu chiến mặc dù có chút võ giả nhân bảng cảm thấy phiền nhưng không có một lần động thủ giết người mọi người đều biết quy củ người ta chỉ muốn mượn thế mà thôi người cũng không ăn thiệt thòi gì thì hạ sát thủ làm gì tất cả mọi người là đồng đạo võ lâm tối thiểu tại giang nam phủ này ai làm việc cũng lưu một đường nếu không thanh danh giang hồ sẽ biến thành cái gì dù sao bọn họ là thanh niên hiệp sĩ nhân bảng có đôi khi thanh danh còn quan trọng hơn cả thực lực tô tín không có nhiều băn khoăn như thế quy củ là võ giả giang nam phủ các ngươi định lại không phải quy củ của tô tín hắn với gia hoa quấy dày hắn ăn cơm Tô Tín cũng không ý định hạ thủ Lưu Tình, nếu không còn có không biết bao nhiêu người tới khiêu chiến. Quả nhiên vài tên võ giả tiên thiên kích động muốn đi lên khiêu chiến Tô Tín, hiện tại nhìn thấy Lưu Thiên Nguyên thê thảm như vậy liền cúi đầu xuống. Thanh danh thật sự quan trọng không sai, cái mạng nhỏ của mình còn quan trọng hơn. Nếu không cho dù nổi danh người cũng mất mạng, từ đó sẽ không thể hưởng thụ thanh danh. Tô Tín trở lại vị trí của mình và tiếp tục ăn, vẻ mặt bình tĩnh giống như hắn chưa từng giết người. Vừa giết người lại còn bình tĩnh ăn cơm quả nhiên vị tô công tử này xem như mạng như cỏ rác. Lúc này mọi người nhớ lại, vị đại gia này chính là người tức giận dã đổ sát toàn bộ trúc gia trang. Có thể làm ra việc tiêu diệt cả nhà người ta, những người kia lại dám lên môn khiêu chiến chính là tìm cái chết. Tô tín một lời không hợp liền đánh chết Lưu Thiên Nguyên, vấn đề này bị đám tán tu tuyên dương ra ngoài, chỉ dùng đến chưa đã chuyển khắp sang Nam Phủ. Gần như tất cả mọi người đều nói tô tín tâm tính ngoan độc tàn nhẫn, một lời không hợp liền muốn động thủ giết người, quả thực không khá hơn những võ giả xuất thân ma đạo chút nào. Càng có người nói Tô Tín xuất thân Tây vực 36 nước giống hỏa vực ma thần diễn Na La, là kẻ tới từ vùng đất coi trời bằng vung, đoán chừng hắn cũng cũng là sát thần coi trời bằng vung. Chỉ có điều người bên ngoài thống mạ hắn rất nhiều nhưng bên tai Tô Tín vô. Cùng thanh tính, cũng không có ai dám giống như Lưu Thiên Nguyên dùng cái cớ đường hoàng tới thỉnh giáo, cho nên Tô Tín mấy ngày nay vô cùng nhàn nhã. Trạng vạng tối, Tô Tín mang theo bầu rượu đi dạo bên đường, tùy tiện tìm tới một cầu nhỏ và ngồi đó. Vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều cầu, tại Giang Nam Phủ không có một ngàn cũng có 800 con sông, mặc dù cầu nhỏ tinh xảo nhưng kiến tạo rất chắc chắn. Tô Tín dựa vào cầu nhỏ uống rượu, bên cạnh hắn có hai ông cháu hát sông, Tô Tín cũng không nghe hiểu tiếng địa phương. Giọng hát của ông lão tang thương, tiểu cô nương mới 15-16 tuổi, nàng hát cũng bi thương, hiển nhiên hát bi kịch. Tô Tín không nghe hiểu nhưng lại cảm thấy khúc hát tràn ngập bi thương và bác đắc dĩ, hắn như bị cái gì đó hấp dẫn, hắn đang suy nghĩ đạo của mình là cái gì. Tô Tín đâm chiêu nghĩ tới đạo, đó là võ đạo của hắn, cũng là đạo hắn sẽ đi trong tương lai. Ngay từ đầu đi vào trên thế giới này, Tô Tín chỉ muốn sống đơn giản, muốn trở nên mạnh mẽ, có hệ thống trong tay đã là kỳ ngộ lớn lao. Hiện tại Tô Tín đứng top 30 nhân bảng, một khi thành danh thiên hạ biết, trong lục phiến môn còn có thiết gia chống lưng nên lăn lộn phong sinh khởi thủy. Hắn bằng vào thực lực và tiềm lực của mình chỉ cần hắn để lộ ra suy nghĩ muốn gia nhập thế lực võ lâm nào đó, đoán chừng cho dù là thượng quan thế có thù hận với hắn, thượng quan ngạn khanh tự mình tươi cười tới mời chào hắn. Nhưng những chuyện này cũng không phải tô tín muốn, hắn phải đi lộ tuyến nhân vật phản diện, đó là đạo chỉ thuộc về hắn. Cả giang hồ đều bị một quy tắc bao phủ, giống như vài ngày trước tô tín đánh chết lưu thiên nguyên, từ đó hắn biến thành kẻ tội ác tài trời. Kỳ thật cường giả nhân bảng như Lý Trần Phong cũng bị quấy dày không ít, bởi vì trở ngại những quy tắc kia cho nên bọn họ chỉ có thể nhịn. Tô Tín muốn làm chính là đánh vỡ những quy tắc này, không có bất kỳ quy tắc nào có thể trói buộc hắn, quyền khuynh thiên hạ cũng tốt, làm hại giang hồ cũng được, hắn sẽ không cúi đầu với quy tắc nào, trái lại hắn muốn trở thành người chế định quy tắc. Nghĩ thông suốt những điểm này, trong đầu Tô Tín như đã thông cái gì đó, cảm giác khoan khoái dễ chịu sinh ra. Nguyên khí thiên địa chung quanh không ngừng tiến vào trong người hắn, thần cung nghi tâm Tô Tín sinh ra cảm giác mát lạnh, dường như có thể cảm nhận được quỹ tích vận hành của nguyên khí thiên địa. Tiểu cô nương hát xong bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang tô tín, người này giống như biến mất, thật kỳ quái, nếu không phải ánh mắt nàng nhìn tô tín, nàng thật sự không biết trên cầu còn có người. chương 321 Hủ Nho Vương Thế Phong 1 Linh khiếu trùng kích thần cung cần cơ duyên đốn ngộ, hiện tại tô tín không thể nghi ngờ đang tiến vào trạng thái đốn ngộ. Thần cung nghi tâm chính là nơi thân thể tiếp cận thiên địa nhất, Cảm ngộ nguyên khí thiên địa lưu động luyện hóa thần cung nghi tâm, đây cũng là thần cung cảnh. Một bước này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Có ít người đột phá linh khiếu cảnh sau đó không lâu liền đột phá thần cung cảnh, nhưng có ít người khổ tâm tìm kiếm nhưng không cách nào làm được. Tô Tín xem như may mắn, ngẫu nhiên một lần đi dạo nghe hai ông cháu hát ca khúc buồn liền xúc động nội tâm, minh tâm kiến tính, ý niệm trong đầu hiểu rõ cho nên tiến vào trạng thái này. Nhưng đáng tiếc hào quang may mắn của Tô Tín không kéo dài bao lâu liền bị cắt đứt hai ông cháu hát xong cũng dừng hát, ngay sau đó tiểu cô nương thét lên. Tô Tín mở to mắt xem xét, chỉ thấy hai tên lãng nhân giang hồ chừng 40 tuổi đầy mùi rượu lôi kéo tiểu cô nương kia cười tô tét dâm đáng, không coi ai ra gì. Tiểu nương tử, người ở chỗ này hát xong cả đêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu ngươi ngủ với hai huynh đệ ta một lần, ta cho ngươi một trăm lượng bạc, như thế nào? Tiểu cô nương hát xong ngây ngốc, nàng không ngừng lớn tiếng kêu khóc, da da của nàng vội vàng kéo hai tên lãng nhân giang hồ và cầu khẩn, hai vị đại gia hãy bỏ qua chúng ta đi, chúng ta không muốn bạc, ngài muốn tiền của chúng ta hôm nay cứ lấy cả đi, buông tha cháu gái lão hủ có được hay không. Một người trong đó ném lão hán xuống đất, hắn hùng hổ nói, lão bất tử cút sang một bên. Ai mà thèm chút tiền của các ngươi chứ? Trung quanh có không ít người vây xem nhưng đáng tiếc chính thức đi ra hành hiệp trượng nghĩa lại không có một ai. Người bình thường không dám quản, những võ giả tán tu không muốn quản, hai người này rõ ràng đã uống nhiều, quản nhiều chỉ gây phiền toái. Nếu lúc này có đệ tử đại phái ở đây ngược lại rất có thể đứng ra hành hiệp trượng nghĩa một phen, cho dù thật hiếu người hay tìm danh vọng cũng sẽ đứng ra, tối thiểu đại bộ phận bọn họ sẽ làm thế. Nhưng đáng tiếc nơi này là thuộc về nơi tương đối vắng vẻ trong giang nam phủ, không có bao nhiêu phồn hoa, những đệ tử đại phái cũng không có đi ngang qua nơi này. Hai tên giang hồ nhìn thấy không có người quản, khí thế lập tức hung hăng càn quấy, lúc này bọn chúng cảm giác có đôi mắt lạnh buốt nhìn bọn chúng, bọn chúng run rẩy và tỉnh rượu hơn một nửa. Hai người ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy người trẻ tuổi mặc y phục trẻ tuổi đang ngồi trên cầu lạnh lùng nhìn bọn họ. Không rõ có phải hai tên gia hỏa này uống nhiều không chú ý hay không, căn bản không có điều tra thực lực Tô Tín. Nhìn thấy Tô Tín lạnh lùng nhìn sang bọn chúng, một người trong đó khinh thường và nói tiểu tử ngươi nhìn cái dám gì. Có tin lão tử móc mắt ngươi hay không? Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, Tô Tín lại xuất hiện trước mặt tên võ giả giống như Thuấn Di, lập tức dọa hắn lui về phía sau vài bước. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào tô tín nói rất thản nhiên trên mặt không có chút biểu lộ nào khốn kiếp ngươi dọa lão tử sợ sao hai gã võ giả lập tức rút binh khí muốn nhào tới thiếu nữ hát xong kinh hô vừa muốn nhắc nhở chỉ thấy tô tín giống như nhàn nhã đi dạo vượt qua hai người này hai tên giang hồ đứng ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích tô tín trực tiếp rời đi hai người này còn đứng ở nơi đó hai ông cháu hát xong sợ hãi vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi hai người này cũng không có ngăn cản Lúc này những người khác cũng cảm thấy không ổn, có người đi tới đẩy hai người một cái, bỗng nhiên đầu lâu hai người lăn xuống đất, thi thể không đầu và máu tươi tuôn ra như suối dọa người não ngây ngốc. Võ giả chung quanh hít sâu một hơi, hai tên gia hỏa ngu mốc kia đa chúng cục sắt, bị giết cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Lúc này Tô Tín đã đi xa nhưng lửa giận của hắn không giảm xuống. Ngoài ý muốn tiến vào cảnh giới không linh, chỉ thiếu chút nữa có thể luyện hóa thần cung mi tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị cắt đứt đổi thành ai cũng cảm thấy không thoải mái. Bằng hữu xuất hiện đi, người đi chung đường với ta. Tô Tín thản nhiên nói một câu, trong hẻm nhỏ sau lưng có một người trẻ tuổi mặc áo bào màu trắng đi tới. Tướng mạo của hắn tuấn tú nho nhã không giống như võ giả, ngược lại hắn càng rốn nho sinh hơn. Người tuổi trẻ kia đi tới và chắp tay nói, Tô Huynh linh giác rất nhạy cảm a. À? Tô Tín xoay người lại nói, không phải ta linh giác nhạy cảm, vừa rồi ta mới ra tay người cũng ở đó, vì sao người không ra tay? Người tuổi trẻ kia sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, ta cũng muốn ra tay, đáng tiếc tốc độ tô huynh người quá nhanh, ta còn chưa kịp cứu người thì ngươi đã giết người rồi. Tô tín cao mày nói, người nói ta giết người không đúng. chương 322 hủ nho vương thế phong 2. Người tuổi trẻ kia lắc lắc đầu nói, không phải không đúng, mà là ta cảm giác hai người kia tội không đáng chết mà thôi. Trên mặt tô tín sinh ra biểu lộ hứng thú, bài danh 17 nhân bảng, tạ quận vương thị hạo nhiên kiếm khí vương thế phong vương thế phong kinh ngạc nói ngươi làm sao nhận ra ta rất đơn giản có thực lực nhân bảng nhưng lại nói ra lời nhân nghĩa dối trá như vậy cũng chỉ có hủ nho đệ tử tả quận vương thị vương thế phong chuyên nghiên cứu điển tịch mà thôi tả quận vương thị là một trong lục đại thế gia bọn họ định vị cùng loại như chư cát thị chư cát thị từ xưa tới nay dựa vào triều đình mà tả quận vương thị lại đại biểu nho học nếu như hoàng triều đương thời tôn kính nho ra tả quận vương thị sẽ hợp tác với triều đình thái độ cũng thân mật nếu như Hoàng Triều không cần nho ra, tả quận Vương Thị là thế lực giang hồ, thậm chí còn áp dụng thái độ chống lại triều đình. Hiện tại Hoàng đế của Đại Chu có chung cái nhìn với nho ra, cho nên hợp tác vui vẻ với tả quận Vương Thị, đệ tử nho ra và đệ tử Vương Thị có không ít người vào Đại Chu Vương Triều đảm đương các loại quan viên. Nghe được Tô Tín nói hắn nhân nghĩa đối trá, Vương Thế Phong cau mày nói, Tô Huynh có ý gì? Người có ý kiến với nho ra hay sao? Tại sao ta lại nhân nghĩa dối trá? Hai người kia chỉ đùa giỡn nữ hài, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. tô huynh người ra tay đánh bọn chúng chạy đi là được. người lại ra tay giết người như thế quá mức tàn nhẫn. tô tín cười lạnh nói như vậy là tàn nhẫn. nói thiệt cho người biết, ta không có nghĩ nhiều như vậy. nếu như ta học không phải kiếm mà là đao, ta thậm chí sẽ phanh thây xé xác và lăng trì bọn chúng. vương thế phong lập tức sướng sờ nói vì cái gì? hai người này không có đại thù với ngươi a? À. tô tín thản nhiên nói ta ngồi trên cầu đã tiến vào trạng thái không linh nếu không phải hai người kia cắt ngang trạng thái của ta, nói không chừng ta hiện tại đã luyện hóa thần cung. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Vương Thế Phong lập tức im lặng. Đối với thương nhân mà nói, đoạt tiền tài của hắn chẳng khác nào giết phụ mẫu, đối với võ giả mà nói, ngăn người tu hành còn có đại thù lớn hơn cả diệt môn. Thân là cường giả thứ 17 nhân bảng, Vương Thế Phong có được tu vi thần cung cảnh, hắn đương nhiên biết rõ đột phá cảnh giới này khó như thế nào. Vấn đề này đừng nói là Tô Tín, cho dù đôi thành Vương Thế Phong thì hắn cũng muốn giết người. Nhìn Vương Thế Phong im lặng không nói, người này ngược lại rất thú vị, hắn còn tưởng rằng Vương Thế Phong đi ra tìm mình gây phiền toái, không nghĩ tới hắn lại nói hành vi của mình quá mức tàn nhẫn. Tô Tín vẫn cho rằng Nho Gia nhận định nhân nghĩa đạo đức là chó má, kiếp trước như thế, kiếp này vẫn như thế. Tuy Vương Thế Phong là đệ tử Nho Gia, ngược lại không có dối trá như những Nho sinh kia, hắn cũng đủ cổ hủ, lại chạy ra nói đám người kia không đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết thanh danh của mình trên giang hô là cái gì hay sao vương thế phong lắc lắc đầu nói nếu thật là như vậy ta vẫn trách oan tô huynh ngươi nhưng nếu bọn chúng không cắt ngang người tấn cấp thần cung cảnh ngươi có ra tay giết bọn chúng không chiếu giết không tha vì sao vương thế phong kinh ngạc hỏi tô tín hỏi ngược lại vì cái gì không thể giết ngươi nói không thể lý do không giết bọn chúng là phạm tội không thành tội không đáng chết nhưng quy củ này là ai định ra ngươi hay sư môn của ngươi hay đây là quy củ giang hồ, với ta thì khác, ta chỉ tuân thủ quy củ do ta định ả, à, ta cảm giác bọn chúng đáng chết cho nên giết bọn chúng." Vương Thế Phong cười khổ nói, "Lời này của ngươi quá mức cứng từ đoạt lý." Tô Tín lắc lắc đầu nói, "Không cứng từ đoạt lý chút nào, ngày hôm qua ta giết Lưu Thiên Nguyên muốn mượn thanh danh của ta thượng vị, một đám người giang hồ đã bắt đầu nói ta thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng ta dám đánh cuộc, thời điểm ngươi bị bọn chúng quấy rối và làm phiền có nghĩ tới dùng một kiếm giết bọn chúng không? Đừng phủ nhận." người khẳng định nghĩ như vậy. Vương Thế Phong lập tức im lặng, trong cường giả nhân bảng, Vương Thế Phong là người nổi danh tốt tính, đi khiêu chiến hắn không có chút nguy hiểm nào, hơn nữa có đôi khi Vương Thế. Phong còn chỉ điểm bọn chúng vài câu, cho nên một khi hắn xuất hiện tại Giang Nam Hội sẽ có một đống lớn tán tu nhào tới yêu cầu khiêu chiến hắn, nhưng trở ngại những quy củ này nên hắn không thể cự tuyệt, nhưng có khi trong nội tâm đúng là rất chán ghét. Tô Tín khoát tay nói, Vương Huynh, người khác nói ngươi là người tính tình tốt, Người tính tình tốt cũng sẽ tức giận, càng không cần phải nói Tô Tín ta không phải là người biết kiên nhẫn." Vương Thế Phong vẫn lắc đầu nói, nhưng quá mức tùy ý làm bậy, giết chóc qua thịnh sẽ đoạn nhập ma đạo. "Cái gì là chính, cái gì là ma?" Tô Tín sủi cười một tiếng, "Đều là người ta nói mà thôi, bọn chúng nói ta là chính ta là chính, bọn chúng nói ta là ma thì ta là ma, nhưng trên thực tế ta chỉ là ta mà thôi." Nghe cách nói của Tô Tín như vậy, Vương Thế Phong cảm giác được có chút không đúng nhưng hắn không biết phản bác từ đâu. Kỳ thật khẩu tài của hắn không kém, thời điểm ở trong nhà hắn có thể nói xuông với các trưởng bối, nhưng hôm nay lại bị Tô Tín nói không cách nào phản bác được, thậm chí trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút đồng ý. Chương 323 trả thù 1. Vương Thế Phong bị Tô Tín phản bác không trả lời được, Tô Tín lại cầm bầu rượu và khoát tay nói: "Vương huynh, nếu ngươi không có chuyện gì thì ta phải đi rồi." Vương Thế Phong chỉ tươi cười chắp tay nói: "Vậy thì tốt, Tô huynh có duyên gặp lại." Nhìn bóng lưng Tô Tín rời đi, Vương Thế Phong có cảm giác Tô Tín không có hung tàn âm độc giống như giang hồ đồn đĩa, bởi vì phong cách hành sự cực đoan mà thôi. Tô Tín nói ra những lời vừa rồi không được Vương Thế Phong tán thành nhưng hắn không có lý do phản bác. Tách ra khỏi Vương Thế Phong, Tô Tín quay lại đi tới chỗ hôm nay giết người nhưng trong lòng của hắn không có chút thống khoái nào. Cơ duyên đột phá tốt như vậy bị hai tên hỗn đản kia phá hư, nếu Tô Tín thật tinh thông lăng chỉ thì hắn thật sự sẽ làm hai người kia sống không bằng chết, hắn nói những lời kia không phải nói đùa. Thời điểm Tô Tín đã nằm ngủ, tại thanh lâu lớn nhất Giang Nam Phủ hiện tại, Vũ Thám Hoa, Lý Trần Phong đang buồn bực uống rượu một mình, bên cạnh hắn là những vũ cơ thanh lâu xinh đẹp. Mấy ngày nay Lý Trần Phong xem như hiểu cảm giác nhân tâm hiểm ác. Hắn chẳng qua bị Tô Tín đánh bại một lần mà thôi nhưng liên tục có người nói hắn hữu danh vô thực, bài danh 23 nhân bảng bị đánh rơi xuống nước. Một ít võ giả tán tu còn không biết điều nhào tới khiêu chiến hắn, những người này cho rằng Lý Trần Phong hắn là bùn nặng, hắn đánh không lại tô tín còn không đánh lại đám phế vật này hay sao? Lý Trần Phong còn biết bảo vệ thể diện Lý Gia và thanh danh của mình, không có giống tô tín đánh chết đối phương, nếu không trên giang hồ lại truyền Lý Trần Phong thẹn quá hóa giận tàn sát võ giả khiêu chiến hắn, khi đó thanh danh hắn thối không người nổi. Nhưng đám con ruồi kia quá đáng ghét, đều muốn dẫm lên hắn thượng vị, Lý Trần Phong tức giận trọng thương một ngừa, nhưng cũng bị nói là khí lượng hẹp hòi. Lúc ấy Lý Trần Phong hận không thể biến mình thành tô tín, Trực tiếp không quan tâm đại khai sát giới mới tốt, may mắn hắn vẫn còn lý trí nên nhịn xuống, cho nên buổi tối hôm nay mới buồn bực uống rượu, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã hận Tô Tín thấu xương. Dù sao hắn cho rằng đều là Tô Tín tạo thành, nếu không có Tô Tín đạp hắn xuống một vị trí nhân bảng cũng không biến thành như hiện tại. Mặc dù nói loại ý nghĩ này thập phần cực đoan nhưng Lý Trần Phong không thể lấn át suy nghĩ như vậy, hắn đang tìm lý do bao biện cho mình. Thời điểm hắn đang nghiến răng nghiến lợi một mình, đột nhiên có giọng nói vang lên, Lý Huynh ngươi uống rượu giải sầu tại nơi này sao? Việc này không giống tính cách của ngươi A. À. Lý Trần Phong ngẫng đầu, trước mặt hắn là đạo nhân chừng 30, dung mạo tuấn lãng phiêu giật. Hồ Huynh, tại sao ngươi ở nơi này? Lý Trần Phong kinh ngạc hỏi, đạo nhân này có danh khí rất lớn, hắn đã gặp lúc trước. Đạo nhân này tên là Hồ Kính Ngôn, danh hiệu ảnh lưu đạo kiếm, hắn là đệ tử thanh thành kiếm phái, chính là cường giả bài danh 18 nhân bảng thế hệ trước. Đừng nhìn hồ kính ngôn tướng mạo mới 30 nhưng kỳ thật hắn đã gần 40, về sau bởi vì tuổi quá lớn cho nên rời khỏi nhân bảng. Mấy năm gần đây hồ kính ngôn đều tu luyện trong thanh thành kiếm phái, rất ít nhìn thấy bộ dạng hắn trên giang hồ, Lý Trần Phong có thể quen hắn tại lũng tây hồ gia trước khi gia nhập thanh thành kiếm phái. Thực lực hồ gia không bằng lý gia, chỉ có một võ giả hóa thần cảnh, là gia tộc nhị lưu, nhưng quan hệ giữa hồ gia và lý gia không tệ, cho nên khi còn bé thường xuyên luận bàn với nhau. Hồ Kính Ngôn cũng không khách khí, trực tế ép ngồi trước mặt Lý Trần Phong, cầm lấy bầu rượu rót cho mình một chén sau đó uống cạn. Hắn nói ta vốn bế quan tại thanh thành kiếm phái, người cũng biết, thanh thành kiếm phái chúng ta thế hệ này không có đệ tử nổi bật nhưng vẫn có thư mời tham gia giang nam hội, cho nên trưởng môn đành phải gọi ta tham gia giang nam hội. Lý Trần Phong gật gật đầu, sắc mặt hắn tối tăm khi nghĩ về tô tín.